Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho một con rô hồ lô tứ cây này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi các bác nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em này. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Lên cho em đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên Thái nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao chuyên Thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên Thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này. Con giá đỡ rất là xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng nhựa meca nhá, nhựa meca. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé. Con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên Thái này. Bộ dao này. Đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên Thái nhá. Chuyên Thái này. Đấy, thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá, 150.000 cho bộ dao, không thể tin nổi luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái nhọn này. Đấy, bỏ cho anh tờ giấy đây. Một con dao thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao thái bản nhỡ này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30cm các bác này. Đấy, dao thấy khủng khiếp chưa các bác ơi. Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan các bác này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy, thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt. Đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này. Combo cho các bác 6 món. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi, dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này và một cáp điện này. Đấy. Các bác đậy vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy. Đậy vào. Đậy vào, nhấp cái nắp này vào. Rất là nhỏ gọn luôn. Hàng thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 lít 2 là cả vỏ nhá.
Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp nhá. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi. Lấy cho dây điện vàng. Về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng chói, sáng chang luôn, sáng lòe cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000 5 cánh này. Hả? 120k nhá. 120k cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá. 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy, 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, 200W, 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá. Quá khủng khiếp rồi. Đó, các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này, cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy. Bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270k và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Dạ, các bạn này, đấy, nó sẽ là một cái điều khiển như này. Cho nên mình cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhà sản xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha. Và thực tế thì bà con mình dùng thì nó rất là ok 200. Luôn các bạn nhá. Đây đây các bạn này. Mình sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha, sau đó chúng ta bấm lên tay remote bật tắt này các bạn này, rồi nó nhấp nháy lại một lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bạn nhá, rất là đơn giản ha, thao tác đơn giản lắm. Rồi đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này, một lọ nước hoa như này, kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này, và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em, cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây. Hotel các bác này, đấy, chuyên dùng nhà hàng khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30k trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần, để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này,
và một chiếc vợt như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con muỗi nó bay vào nó sẽ chập này con này. Đấy, có ánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh cái chiềng này. Cái bếp ga. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, 3 chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt muỗi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt muỗi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt muỗi thông thường thì các bác chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá. Thì các bác dùng con này cho em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật vật đứng nhá. Đấy, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130 cành nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình đó là chắn bếp ga nhá. Chắn bếp ga thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó, các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Được thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao, nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp, giảm thời gian đun nấu từ 20-30%, do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đây, giá chỉ có 25.000 thôi các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Đây, của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này. Đó. Vòng vàng này. Điều hòa huyết áp nhá. Điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này. Bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15cm, chiều cao thì khoảng 5cm, 5-7cm coi nhá. Đấy, đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt trắng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc thêm cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ led như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá. Rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hẹn giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên cho em là đồng hồ led nhá. Đồng hồ led giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho con đồng hồ led như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá. Máy vít đây. Đấy, thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, các bác rất là ngon lành luôn nhá. Đó, 130.000 cho con máy vít như này, chạy bằng pin. Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt.
Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Nên cho là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, nó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa với đáp, giá sẽ là 50k. Đều ok. Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các bác cứ mua đủ cho em từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi nhá. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 ship nữa. Lên cái biển đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000. Này thì em cũng giới thiệu qua thôi. Hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá. Rổ vuông. Rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là ba đôi rổ như này. Nó sẽ là một chậu một rổ nhá. Đấy, nó cứ sẽ là combo một chậu một rổ cho các bác luôn. Đấy, một chậu một rổ như này. Thế này thì nó sẽ là một chậu một rổ như này nhá, cứ một chậu một rổ như này. Hàng thì các bác xem này. Đấy, các bác thấy chưa? Như này là khỏi phải bàn rồi nhá. Đây. Chất nhựa của nó như này thì khỏi phải bàn rồi, các bác thấy không? Đấy. Rất là ngon lành cành đào luôn. Ok. Giá sẽ là 90.000 cho một bộ rổ vuông như này nhá. Lên mã theo là rổ vuông, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái bếp ga mini này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dày dẫn chắc chắn. Và khi các bác sử dụng thì nó như trên hình như này nhá. Như trên hình như này. Giá chỉ có 100 cành thôi. 100k cho một con bếp ga mini này các bác. Đấy, về nhà các bác dở cái này ra cho em. Sau đó thì bỏ cái chân này ra. Hàng của Nhật, nó thiết kế cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Các cái phần kết nối dẫn này đều là bằng đồng hết nhá. Bằng đồng hết này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm ga này, có đánh lửa tự động này. Các bác chỉ cần đặt nồi lên đây là xong, rất tiện luôn. Đây, đấy, đây con này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. Lên cho em là bếp ga mini này. Bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đá mài nhá. Đá mài thì bên shop về nó sẽ có đá đỏ và đá vàng như này. Đấy, đá đỏ và đá vàng như này. Và có kèm cho các bác một cái miếng lót để các bác lót khi mình mài dao cho nó khỏi trơn trượt này. Đấy. Thì con này nó sẽ là đá vàng này. Độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000. Đây, hàng made in Japan này. Katashiwa made in Japan. Còn đá vàng này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 trong viên đá vàng như này. Chiều dài thì vào khoảng là gần 20. Chiều rộng thì khoảng 6cm. Và chiều cao khoảng là 4-5cm nhá. 4cm. Đó, made in Japan này. Chữ khắc trực tiếp trên đá luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Viên này thì độ mịn 5.000, 10.000. Các bác mài độ mịn cao thì mài dao càng bén, 90.000 nhá. Tiếp theo là đá đỏ này. Đá đỏ này sẽ là 70.000. Đấy. Cũng là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan. Đấy, Katashiwa. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là đá đỏ nhá. Độ mịn 3.000, 8.000. Giá thì chỉ có 70.000 đồng viên đá mài nhà thôi. 70k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao nhá. Các bác lên đã giúp cho em đó là con dao dao vân gỗ nhá. Lên cho là dao vân gỗ. Đây nó sẽ là một con dao cực kỳ chất cho các bác luôn. Hàng thì của thương hiệu Seki nhá. Đấy. Đấy, em thử test thử dọc dây bóng cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Dọc dây bóng mà còn ngon như này là các bác biết rồi nhá. Đấy. Tức là dao rất là bén nhá. Dao rất là bén luôn, dọc dây bóng còn ngon này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Mà chất dao giấy bóng dai như này mà còn dọc được các bác biết rồi nhá. Đấy. Chứ còn nếu mà dọc giấy bình thường thì nó quá đơn giản thôi. Đấy. Dọc giấy bình thường thì quá đơn giản luôn các nhá. Đó, quá đơn giản luôn. Hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Seki, made in Japan nhá. Đấy, siêu bén luôn. Hàng khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, Seki Japan này. Đấy. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên cho em là dao vân gỗ nhá. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ này. Dao vân gỗ. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng, hàng này thì nó sẽ là bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Hàng này của Hàn Quốc và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, em giới thiệu qua thôi. Đây. Đấy, đầy đủ màu sắc cho bác luôn nhá, đủ màu luôn. Đấy, có đầy đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính này.
Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, bên Hàn Quốc thì nó đang xuất cho Việt Nam mình và bán với cái giá là 36.000 ở trong các siêu thị đấy nhá. Siêu thị nó bán 36.000. Nhưng mà riêng này bên shop bán cho bác giá rất là tốt luôn, được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Đấy, chống kháng khuẩn cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thì sẽ cái giá bán là như sau. Lấy 4 cái là bằng 20k. Đây em bán 4 cái trở lên. Đó, 10 cái sẽ là bằng 40k và một hộp này là 30 chiếc thì sẽ là 110.000 nhá. 110.000. Các bác có thể mua cả chiếc luôn để dùng dần. Hoặc là bác nào làm nhà hàng, khách sạn hoặc nhà có nhân viên, có người làm mà cần phải cho họ sử dụng thì các bác mua cái này cho em. Vừa rẻ vừa tiện ích, vừa ngon lành và cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc đây. Đấy, chữ Hàn hết này. Đấy, được làm từ sợi than tre nhá. Rất là tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây phơi nhá. Cái dây phơi này. Dây phơi này bao nhiêu nhỉ? 15.000 nhá. 15.000 một quận 5 mét này. 5 mét. Đấy, giá sẽ là 15k nhá. 15k và dài là 5 mét nhá. Dài 5 mét. Dài 5 mét, giá sẽ là 15.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dây bằng sợi cước nhá và nó có các cái quãng như này. Đấy, nó sẽ có các cái quãng như này các bác này. Với quãng này thì rất là tiện là các bác cứ treo quần áo vào là xong, không sợ bay mất, không sợ bị trôi, không sợ bị dồn nhá. Và rất là dai nhá, dây bằng cước, chống chịu nắng mưa rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. 15.000 cho một cái bộ dây phơi này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng rất thông dụng và hữu ích rồi. Các bác nên sử dụng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 15k thôi. Về nhà mình dùng dài 5 mét là mình cứ đeo qua sân hoặc là trên trần, trên tầng là rất là ok luôn nhá. Đấy, trên tầng, trên trần rất ok luôn. 15k. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác dùng cái dây bình thường thì nó sẽ hay bị đứt này. Đấy, đây cái dây này các bác chỉ cần quặc vào như này cho em là xong. Đó, quặc vào. Đeo lên. Các loại quần áo các bác cứ đeo vào như này là xong. Không bị rơi này. Đấy, treo chăn, treo màn rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao lượn sóng này. Con này nó sẽ là dòng dao lượn sóng như này. Các bác có thể dùng để gọt hoa quả này, rất là bén luôn. Và dùng để mình thái củ quả, nấu su hào, bắp cải rồi các loại rau củ quả các bác dùng con dao này mình thái này thì nó sẽ tạo hình hoa rất là đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 nhá. Đấy, hôm trước em nhầm giá. Giá của nó chỉ có 20k trong con dao lượn sóng như này thôi. 20.000 thôi nhá. 20.000 cho một chiếc dao lượn sóng như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn nhá, 20k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn thôi nhá. Đấy, cái đèn thờ đây. Thì đây nó sẽ là một cái mẫu đèn như này. Đấy. Cái này thì nó không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đây. Thì cái này các bác lên mã giúp cho em là đèn trụ nhá, đèn trụ. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đèn trụ này là bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho một đôi như này nhá. Bên em bán theo đôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua về để mình trang trí bàn thờ này. Đấy. Lên cho em là đèn trụ nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90.000 cho một con đèn trụ một đôi như này. Đó. Đèn pin. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ lại nhỏ nhá. Bên em bán là không kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Đó, đây em sẽ lắp thử cho các bác xem thôi. Đấy, lắp lên là nó sẽ lên màu như này rất là đẹp các bác này. Đấy, lên màu này, tắt điện cho anh tí nào. Dập cầu dao tí. Đây. Dập cầu dao cơ mà. Dập cầu dao thôi. Cứ dập tí là được mà. Đây. Đấy, đây các bác này. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Rất đẹp các bác này. Đấy, đúng lúc luôn nhá. Đó, bên kia đang test đèn luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất là đẹp nha các bác, để trên bàn thờ này. Đấy, để trên bàn thờ thì rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái đèn gọi là nến đỏ như này. Đấy, cái này thì nó sẵn pin rồi. Cái nến đỏ này thì sẵn pin nhá. Đây em sẽ test cho bác xem đây. Đấy, con nến đỏ này tắt đi này. Đấy, bật lên này. Các bác thấy chưa? Đó. Còn đây nó sẽ là con đèn trụ này. Đấy, con đèn trụ này rất là đẹp luôn. Đó, thì con đèn trụ này nó cũng có công tắc đằng sau nhá. Đấy. Thì con này cũng không có pin đâu nha. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Cái đèn trụ này là 90.000 à. Đây mã giúp cho em đó là đèn trụ nhá. Giá sẽ là 90k. Đèn trụ này 90k này. Đấy. Còn các con này thì các bác lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ này có sẵn pin rồi và nó sử dụng cái pin cúc áo nhỏ này thôi. Về nhà các bác ra hiệu sách mua là có nhá. Đấy, hết thì về ra hiệu sách mua, nhưng mà một đôi như này các bác dùng thì cũng được rất là lâu. Đó. Thì các bác lên cho em là nến đỏ. Nến đỏ này thì giá sẽ là 45.000 một cây. Đấy, lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ thì bên em bán theo cây.
Đấy, 45k trên một cây nhá, trên một cây. Đó. Còn cái đèn trụ này thì là bán theo là 90k trên một đôi nhá. Đấy, 90.000 trên một đôi. Đấy, tức là 90.000 cho hai cây như này thì giá nó cũng vào 45.000 thôi. Nhưng mà cái này nó bằng pin con thỏ thì về nhà các bác tự mua pin. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Đó. Rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Giá chỉ có 25k thôi. Đầu tiên nó sẽ là một cái con nạo, một bên là nạo vỏ này và một bên là nạo sợi này. Đấy, tiếp theo là một cái con nạo này thì sẽ là nạo nạo ngang như này và có cho các bác một cái đầu để các bác khoét những cái phần bị sâu và một cái đầu như này. Cái này, con này thì các bác dùng để mình gọi là nhổ lông gà lông vịt này, nhổ lông gà lông vịt rất là tiện này. Và ngoài ra để có cái phần dao này các bác dùng để gọt hoa quả này hoặc là gọi là mình làm lòng gà lòng cá rất là ok nhá. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này mà bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá đó là 25.000. Cái giá này thì các bác đi ra chợ cũng chỉ mua được một cái nạo đẻo thôi mà đã là 25-30.000 rồi. Thế mà đây combo 3 món như này, lên cho em là nạo 3 món nhá, nạo 3 món giá sẽ là 25k cho cái bộ nạo 3 món như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy hút bụi nhá. Đấy, hút bụi ống nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đó. Có các cái đầu ống dẫn như này này, có cái đầu ống dẫn như này. Đấy, con này thì nó chạy bằng pin thì nó rất là tiện. Đấy, hút bụi ống chạy bằng pin. Đấy. Hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Công suất của nó lên tới chạy bằng pin nhưng mà lên tới 120W thôi. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Đó. Một con điện thoại này không hút được qua này. Đấy, hút được cả một con điện thoại này là các bác biết rồi nhá. Đó, thì đây. Nó sẽ hút này. Đấy, hút rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Ở đây thì các bác có thể lắp cái đầu này vào này để mình hút này. Đấy, hút vệ sinh này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu nối dài nữa. Đấy, các cái đầu hút nối dài như này. Các bác lắp cái đầu ống nối dài này vào. Đấy, hoặc là lắp cái đầu này, vào mình hút này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có kèm cho các bác là cái dây sạc, còn về nhà các bác cắm cái cụ sạc điện thoại nhà mình. Công suất của nó 120W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260k, công suất 120W nhá, 120W. Lên cho em đó là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống này. Hút bụi ống giá sẽ là 260k và con này chạy bằng pin nhá, 260.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn quạt nhá. Đấy, đèn quạt. Con này thì nó sẽ là cả đèn cả quạt luôn. Cho nên bên em gọi nó là đèn quạt. Đấy, màu cam rất là đẹp luôn. Có dây sạc kèm luôn. Dây sạc này thì không cần về cắm củ sạc đâu, các bác cắm sạc trực tiếp cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ có một tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, em bỏ ra là có ánh sáng là đèn đỏ này. Đấy, đèn đỏ như này nhá. Em che đi là cái đèn nó sẽ tối này, bỏ ra nó đỏ này. Đấy, tức là đang sạc nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Một con đèn này rất là sáng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái quạt này. Đấy. Có cái quạt này các bác này. Đấy. Đấy, mới xuống này. Bác nghe tiếng gió chưa? Đấy. Quạt này. Quạt rất là mạnh luôn nhá. Đấy, quạt rất là mạnh luôn các bác theo. Đó. Giá thì bên shop gió ù thôi. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, cả đèn cả quạt luôn. Đấy, có thể xoay ra như này, rất là tiện này. Ngoài ra các bác có thể về thì nếu mà năng lượng mặt trời hết không sạc được, các bác lắp cho em 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây cũng được. Đó, rất là đa di năng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100k cho con đèn quạt thế này. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt, giá sẽ là 100k tròn nhá. Đó. Đèn quạt này. Đèn quạt, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k tròn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác một số cái mẫu chổi lau nhà bên em. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu chính. Thì em sẽ đi chi tiết từng mẫu một để gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã chổi mới, đó là cái mẫu chổi tròn nhá, chổi lau tròn. Đấy, thì bây giờ là bên shop sẽ có tổng là 3 mẫu: chổi lau tròn, chổi lau tam giác và chổi lau hình chữ nhật. Đấy, thì nó sẽ là 3 tên nhá, tròn, tam giác và chữ nhật. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu chổi tròn. Đây, thì về nhà thì các bác banh cho em cái này ra này, banh cho em cái này ra. Sau đó thì đây mình để như này, mình để này, sau đó thì mình lộn lộn nó lên là cái phần lau nó sẽ vào trong chổi như này.
Đấy, cái này thì các bác tháo ra để mình giặt thủ công thôi. Đấy, tháo ra mình giặt thủ công. Và con này thì các bác dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tường. Đấy, lau tường. Đấy, hoặc là lau các cái phần như là khu vực ở phần bếp biếc. Đấy, tường bếp, tường gạch men ấy cũng rất là ok. Con này thì các bác cứ xoáy kết nối vào cho em là xong. Đấy, xoáy kết nối vào cho em là ok được các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 90.000 cho một con chổi lau tròn này thôi. Con này thì nó sẽ là dòng chổi dài nhá, chổi dài. Các bác có thể là mình đút nó vào. Đấy, xoáy đút nó vào hoặc là các bác tăng lên tụt xuống được nhá. Đấy, đây nó sẽ có các cái nấc như này. Thì các bác xoáy cái nấc này ra cho em này. Xoáy cái nấc này ra này. Đấy. Sau đó thì mình thả cái này ra. Đấy, cái này thì nó dài tối đa là vào khoảng là đi tối đa của nó là được khoảng là đi 2 mét thôi nhá, khoảng 2 mét. Đấy, tầm tầm 2 mét gì đấy các bác. Đây, để các bác có thể lau trên cao. Con này nó cũng dạng như là cái chổi phớt trần nhưng mà nó sẽ là bản to nhá. Thì cái này các bác có thể dùng để mình lau đa di năng được hết nhá, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Cầm cho anh cả cái chổi phớt trần đây đây. Đấy nhá. Đó thì nó sẽ là một cái phần lông như này. Cái chổi phớt trần ấy, một cái phần lông như này các bác nhá. Đấy, thì rất là tiện. Về nhà các bác có thể mình lau trên trần này, lau trần nhà này hoặc là lau ở các cái khu vực như là gạch men này. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Và con này thì khi mà về nhà các bác lắp ráp vào thì chiều dài của nó vào khoảng là 2 mét nhá, vào khoảng 2 mét đây. Đấy, khoảng 2 mét như này thì các bác có thể dùng mình lau dọn vệ sinh rất là tiện. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Và tháo lắp thì đấy, từ nãy giờ em đã tháo lắp cho các bác rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Các bác cứ thế là mình tháo lắp vào cho em là xong. Đấy. Bộ sản phẩm thì nó sẽ là 4 khúc như này nhá, 4 khúc như này. Về nhà các bác tháo lắp vào cho em, nó vào khoảng là từ 2 mét đến hơn 2 mét một chút nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm 4 khúc như vậy. Lên cho em là các bác lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn. Giá của nó sẽ là bỏ tranh cái bút. Đây các bác này, khi các bác dùng thì nó sẽ như này, nó rất là tiện này. Mình có thể lau trần nhà này, lau nhà tắm, nhà vệ sinh này, khu vực bếp núc này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Các bác có thể tăng giảm. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Lau dọn bếp này rồi các cái khu vực khác cũng rất là ok. Thì con này chức năng của nó thì nó có thể rút dài đến 2 mét cơ thì nó sẽ tiện hơn so với cái con chổi tam giác mà em đang bán đó. Thì giá thì con này các bác lên cho em là chổi lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn này. Đấy. Chổi tròn, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái mã chổi tròn như này. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ. Đây, một bộ thì bên em đóng gói nó sẽ như này và gửi đi cho các bác này. Giá sẽ là 90.000 này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác này. Đây. Tam giác thì nó sẽ là một con chổi như này. Con này thì nó sẽ có 3 khúc và nó chỉ dài khoảng trên 1 mét thôi. Đấy, nó sẽ dài trên 1 mét thôi thì con này cũng rất là vừa xinh nhá. Đấy, khoảng trên 1 mét để cho các bác sử dụng đây. Đấy, con này thì nó sẽ dài khoảng trên 1 mét này. Các bác cứ lắp cho em ba cái đầu này vào. Đó, đây, lắp cho em ba cái đầu này vào. Thì các bác sử dụng thôi. Đây, xoáy vào đây cho em này. Đấy. Xoáy vào đây. Và cái này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng chổi tự vắt. Đấy, nó sẽ tự vắt được. Còn con kia thì các bác phải tháo ra để mình giặt. Đấy, con này thì các bác chỉ cần kéo này thôi. Kéo này là nó sẽ tự vắt này. Đấy. Kéo nó sẽ tự vắt và có thể xoay 360 độ thì các bác cũng dùng như là giống như cái con chổi kia. Nhưng mà con này thì các bác lau đa di năng được hơn, lau nhà, lau tường, lau tủ đều được hết nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Đây. Đấy, nó dài khoảng 1m3 thôi chứ nó không dài như cái con chổi tròn đâu. Thì lên cho em là chổi tam giác, con này thì dài khoảng 1m3 và nó sẽ giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con chổi tam giác như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một con chổi đa di năng như này, nó sẽ vắt tự động luôn. Đấy, các bác có thể lau cũng rất là đa di năng luôn nhá. Nhưng mà con này thì cái chiều dài của nó chỉ khoảng 1m2m3 thôi. Đấy, còn cái con chổi tròn mà vừa nãy em cho các bác xem thì nó sẽ dài khoảng 2m trên 2m một chút các bác nhá. Đó, con này thì khoảng 1m2m3 thôi. Con này thì các bác có thể lau kính, lau kiếc, nói chung là cũng đa di năng hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi hình chữ nhật nhá, chổi hình chữ nhật. Thì nó sẽ là cũng là một con chổi như này. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng hình chữ nhật thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Chổi hình chữ nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây nó sẽ là một con chổi như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cũng có 3 khúc nhá, 3 khúc và cái thanh lau này của nó là hình chữ nhật nhá. Thanh lau là hình chữ nhật. Và về nhà các bác cũng xoáy vào đây cho em. Sau đó thì mình rút ra mình lau như bình thường. Đấy, có miếng dán như này nhá. Đấy, có cho các bác một miếng dán luôn. Đấy, và khi các bác vắt thì mình kéo này cho em này.
Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cái ống này vào này, lắp cái ống này vào đây này. Đấy, lắp xem cái ống này vào đây. Đấy, lắp ống này vào đây, sau đó thì mình đẩy ra này. Đẩy ra sau đó thì các bác đẩy ra và mình đẩy ra mình lắp cho em cái ấy vào. Đấy. Lắp cho em cái đầu vắt vào nhá. Lắp cho em cái đầu chổi vào. Lắp cái đầu chổi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu nó có cho các bác là cái phần đầu như này, các bác lắp nó vào này. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây nhá. Lắp cái đầu dây vào đây, sau đó thì các bác dán vào là xong. Thì khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần là kéo qua như này thôi. Kéo qua như này sẽ tự vắt cho các bác này. Kéo này nó sẽ tự vắt vừa giặt luôn, rất là tiện nhá. Đó, vừa vắt vừa giặt rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác cũng kết nối vào thì nó dài khoảng 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy. Cũng rất là tiện ích và có thể xoay ngang, xoay dọc để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con chổi hình chữ nhật như này. Giá của nó là 80.000 nhá. 80.000 cái chổi hình chữ nhật như này. Đấy, lên cho em là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng chổi lông phất trần nhá. Chổi lông phất trần. Con này thì sẽ là 55.000. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng đầu sợi lông như này. Đấy, đầu sợi lông như này, và con này thì nó sẽ kéo dài được khoảng 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Đấy, và các bác xoáy vào đây cho em này. Cái này nó có thể gấp được như này. Đấy. Và kéo rất là dài luôn, khoảng từ 2m4 đến 2m8 này. Đấy. Các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ nhá. Cái này thì chỉ dùng để phớt màng nhện thôi chứ không lau được. Còn cái chổi tròn kia thì nó có thể lau tường và lau trần các thứ đều được hết nhá. Đấy. Thì con này giá sẽ là 55.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Giá sẽ là 55k một bộ này nhá. 55k cho một bộ như này. Thì dùng cũng rất là tiện, các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ rất là ok. Lên cho em là chổi lông phớt trần. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Này, bỏ cái này vào đi mình. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái sản phẩm tất. Cái này cứ để đây để quay nhá. Tất thì nó sẽ là dòng tất 10 đôi nhá. Có màu đen và màu trắng này. Có màu đen và màu trắng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Em về thì có hai màu đen màu trắng, giá thì 90.000 một vỉ nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Hàng này thì hàng siêu chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, một vỉ này là 10 đôi. Và giá thì chỉ có 90.000 thôi, hàng thương hiệu Nike đây. Đấy, tất này thì các bác dùng rất là ngon và tiện ích luôn. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá, giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, tất 10. Giá của nó sẽ là 90.000. Đây, bỏ nốt cái này đi. Tất 10 giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tất 10 này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn có nhá. Lên mã giúp cho em đó là cái con đèn cúc áo này. Có một đèn và một cáp sạc như này. Đấy, và có các chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, nhấp nháy này. Rất sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Nhìn vào là đau mắt đấy các bạn, tại vì nó rất là sáng. Đấy, nhìn trực tiếp là rất là đau mắt luôn. Đó. Có nam châm hít nhá, có móc khóa này, có nam châm hít và có kệ đỡ như này, có nam châm hít này. Đấy. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa. Giá sẽ là 40k cho một con đèn móc khóa như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng đồng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng như này. Thì các bác đặt vào cái phần cái cống thoát nước nhà mình để nó cơ chế của nó là luôn đóng như này. Nước nó xả thì nó mới mở, còn không nó lại đóng thì nó sẽ giúp cho các bác là ngăn mùi. Lên nha, là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải nước nhá. Đấy, bàn chải bằng nước. Đấy. Các bác lên cho em là tăm nước nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy như này, các bác cho nước vào đây cho em. Về nhà thì cho nước vào đây này. Đấy, cho nước vào đây thì các bác khi mình dùng ấy thì là nước nó sẽ xịt lên. Đó, thì nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi này. Đấy, nó sẽ có các cái đầu tăm như này. Đấy, thì tóm lại là mình đang sử dụng là tăm thường, là tăm tre. Đấy, bây giờ các bác sử dụng sang cái tăm nước này cho em. Nó vừa tốt, vừa an toàn, vừa tránh viêm nếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đây, đấy. Nó sẽ là cái tia nước nó xịt vào và nó giúp cho các bác vệ sinh răng lợi luôn. Giá sẽ là 180.000 nhá. Tăm nước 180k. Đó. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen nhé. Vít đen thì nó sẽ là một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Con này thì có xoáy nhanh, có trợ lực luôn, cho nên các bác dùng nó rất là tiện nhá. Có xoáy nhanh, có trợ lực, rất là tiện luôn. Đấy, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ vít đen như này. Được sẽ có cho bác là 12 đầu vít một tay công như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 12 đầu vít một tay công. Nó sẽ là một cái dòng tô vít trợ lực rất là tốt luôn, thép CRV nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá. Vít đen giá sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này. Ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi. Thì các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Đấy. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái keo vá tường nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ có cho các bác một cái đầu vòi như này để các bác lắp vào. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái dòng keo trắng như này. Các bác dùng để mình vá vào các cái phần tường mà nó bị bong chốc, bị nứt, bị dàn các bác nhá. Đấy các bác bôi vào cho em như này. Đấy, bôi vào cho em như này là xong. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng keo như này. Nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch, làm trắng và rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. Các cái phần tường bị bong chốc, bị thấm rột các bác cho vào cho em 40k. Lên cho em là keo vá tường. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái phần tường bị bong chốc, thấm rột hoặc là bị bẩn, bị bôi này. Đấy. Nhà các bác có trẻ con tô vẽ này hoặc nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm rột. Các bác cứ bôi vào cho em là xong. Đấy, các bác cứ bôi vào cho em xong rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi, 40.000. Đấy. Đây. Các cái phần tường nhà các bác bị thấm rột, bong chốc này hoặc các cái ổ điện, ổ điếc này. Đấy các bác bôi vào cho em là xong nhá. Bôi vào sau đó thì mình vệ sinh đi là xong. Đó, mình làm cho nó nhẵn nhụi đi là xong nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì cũng rất là tiện luôn này. Đấy, màu cầu vồng này. Khá tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đây. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Đó, nó vào khoảng là trên 100 chi tiết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là vào trên 100 chi tiết luôn. À 150 chi tiết các bác này, 150 món tất cả luôn. Tổng là 150 món nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì như này các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok, để các em nó học hành rồi sáng tạo tô vẽ rất tiện ích luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy, rất đẹp cho các bác nhá, rất đẹp luôn. Đó. Ở đây thì combo đầy đủ cho các bác luôn nhá. Màu bột, màu sáp, màu nước, màu chì, bút chì, rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác mua về để làm quà sinh nhật này, quà tặng hoặc là cho con em nhà mình rất là ok. Tiếp em lên cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá, túi đựng rác. Thì con này rất là tiện, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 100 cái luôn. Bịch này sẽ là 100 cái nhá. Kích thước của nó sẽ là 45 x 50. Thì các bác mua về mình đựng rác rất là tiện các bạn, đựng rác rất là tiện. Thì nếu như các bác đựng cái túi bình thường thì kích thước của nó không vừa mà nó lại tốn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. Đấy. Về nhà thì nó sẽ là từng đoạn một như này. Từng đoạn một này và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần như này. Các bác chỉ cần là bóc ra cho em là xong nhá. Đấy, bóc ra cho em là xong. Rất là tiện luôn này. Đấy, coi theo. Bóc ra như này. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Giá thì rất hợp lý rồi. Một cái hộp, một cái quận như này mà giá bên shop đang gửi cho các bác giá chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng rác nhá. Kích thước của nó sẽ là 45 x 50 nhá. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy. Là cái thùng rác bình thường là thoải mái vừa luôn nhá. Đấy, chất của nó thì rất là dai. Đấy, các bác đựng rác nặng cũng rất là ok. Đấy, sau đó thì khi mà mình đựng rác xong thì ở đây nó sẽ có quai như này. Các bác chỉ cần rút lên như này thôi. Rút lên như này là xong. Đó, rút này mình xách đi mình đi đổ này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là túi đựng rác nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một
50.000 một bịch này, mà một bịch này của nó tới 100 túi luôn nhá. 50.000 một bịch 100 túi nhá. Đấy, 50k nhá. 50k trên bịch 100 túi, như vậy là các bác mua cũng không mất đáng bao nhiêu tiền. Đấy, và rất hợp lý luôn các bác. Đấy, có túi sách như này, bỏ vào thùng rác vuông vắn đẹp sạch sẽ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Rất là dài nhá, túi của nó rất là dài luôn, dùng rất là thích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto thì con này các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình làm thợ, làm nghề, làm cơ khí. Con này thì hàng của thương hiệu Asahi nhá, Asahi. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con Eto hàng của Asahi như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Eto kẹp nhá, đây Eto kẹp. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, bằng thép rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, bằng thép nhá, siêu dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác kẹp vào bàn này, kẹp vào các thì, khu vực nào mình dùng để mình cắt mài đục đẽo. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con Eto như này. Hàng thương hiệu Asahi tem nhôm hẳn hoi các bác này. Đấy, Asahi đây. Đấy, tem nhôm hẳn hoi, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ chất rồi. Chỉ có 180.000 cho một con Eto như này thôi. 180k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện này. Đấy, 60.000 cho một con bàn chải điện như này. Giá siêu rẻ luôn. Mà đã kèm cho các bác là đi 4 đầu bàn chải rồi. Tính ra các bác mua không cái máy. Đấy, 4 đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải như này. Thêm một con máy và một cáp sạc nữa. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Đấy, đây các bác này. Khi bật thì giữ lì cho em nhá. Đấy, khi các bác bật thì giữ lì cho em. Đó. Còn con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. 32.000 lần trên 1 phút. Thì con này dùng rất là tiện, các bác dùng để mình đấy, đánh răng này, vệ sinh răng lợi, và nó có rất nhiều chế độ như làm sạch, làm trắng này. Và có kèm cho các bác là 4 cái đầu bàn chải này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một lần sạc cái này các bác dùng phải cả tuần mới 10 ngày mới hết pin, cho nên là rất là tiện. Nên cho là bàn chải điện giá sẽ là 60.000. Bàn chải điện này 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cân nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Chỉ cần được 5 cân thôi. Đấy. Về nhà có lắp pin vào cho em. Lô này thì nó lại có kèm pin, có lô thì không có kèm pin đâu. Các bác cũng thông cảm thôi. Hàng về theo lô nhá. Đó, lắp vào là xong. Con này thì chỉ có 50.000 thôi. Cân 5 nó sẽ cân được 5 cân và có chức năng trừ bì. Đây, em đặt lên cân cho các bác xem này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là cái con đèn này của nó sẽ là 300 đây. 394 gram này. Sau đó thì các bác nhấn nút này là nó sẽ về 0 này. Sau đó thì các bác lại cân này, ví dụ em cân con dao này. Con dao này sẽ là 72 gram này. Đó, thì các bác bỏ ra nó lại về cái cân số 0. Đó, và bỏ ra thì nó lại về cái cân này. Đó, và các bác nhấn nút nguồn này là sẽ về 0. Con này các bác dùng để cân trong nhà bếp. Đấy, cân trong nhà bếp. Lên cho em là cân 5 nhá. Cân 5, giá sẽ là 50k. Cân được là 5kg nhá. 5kg. Đấy, 5kg tối đa. Đây, 5kg này. Tính bằng gram nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dán thải độc chân nhé. Thì đây nó sẽ là một cái bịch miếng dán thải độc chân. Thì con này dùng rất là tiện. Khi mà các bác dùng mà chân tay mình bị đau mỏi, đau nhức thì các bác dùng này cho em. Bao gồm cho các bác là 50 gói thuốc và 50 miếng dán như này. Đấy, các bác dùng để mình dán vào các cái phần chân tay bị đau mỏi, đau nhức để các bác dán vào cho em. Đặc biệt là gan và chân rất là tốt luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Giá sẽ là 50k. À 40k nhá. Giá rất rẻ, 40.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần
bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất ok nha. Tiếp nha thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái nho khô của Hàn Quốc này. Đấy thì nó sẽ đựng trong hộp này, các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc mang đi làm quà đi Tết cũng rất là ok. Đây. Chất liệu của nó là nho tự nhiên nhá. Hàng thì được phân phối bởi tập đoàn Samsung này. Đó, và đây thì nó sẽ là màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn nhá. Đấy, màu nho tự nhiên rất đẹp luôn. Chất liệu của nó rất là đẹp. Đó, đây. Một bịch này của nó thì đóng gói rất là đẹp luôn. Hàng của Hàn Quốc này, Korea 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000 nha. 90.000 cho một bịch nho khô như này thì rất là tiện các bạn. Các bác dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là làm đồ Tết. Đấy, đựng trong một cái túi như này rất lịch sự luôn. Đây, Samsung này, nó rất chất lượng nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, mẫu 5m và mẫu 7m rưỡi. Hàng đều là của thương hiệu Nhật hết này. Đấy, Sanpu của Nhật các bạn này. Đấy, Japan này. Con này thì sẽ là dòng 5m nhá. Rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm này. Đấy, rất tiện luôn. Con 5m này thì 40.000. Đó. Còn 7m rưỡi này sẽ là 50.000. Ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm. Rút ra nó sẽ tự hãm. Các bác nhả ăn đâu nó vào đấy. Đấy, rất là tiện luôn. Thì dùng rất là sướng. Không lo phải tính toán đi cái việc là hãm tay hãm chân. Đó, rất là tiện. Giá thì con 7m rưỡi này là 50.000 nhá. Và con 5m này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng dao dọc giấy này. Đây, rất tiện ích luôn. Đó. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao như này. Đó. Cái này chỉ còn có một đôi này thôi à? Bán hết rồi à? Đấy thì đây thì nó sẽ là một con dao như này. Bán lẻ sẽ là 15.000, mua từ 3 cái trở lên thì em bán cho các bác 10.000 một chiếc. Về nhà các bác thích dùng cùn thì mình thay lưỡi cho em. Đấy, và con này rất là tiện. Thì bên trong của nó là bằng nhựa cứng, bên ngoài bằng cao su. Dùng thì cực kỳ là đầm và chắc tay nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 15.000 một chiếc như này. Mua 3 chiếc thì sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em còn mấy cái máy sấy tóc mini nữa này. Đấy, mấy cái máy sấy tóc mini như này. Đấy, con này em đang bán là 90.000. Thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho bác là giá đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Toshiba nhá. Nóng rất là nhanh luôn. Đấy, sử dụng điện 220V. Đang bán là 90.000 nhá. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe, nóng nhanh luôn. Sử dụng điện 220V nhá. Đấy, con này thì em thanh lý nốt cho bác với giá 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc cho một con máy sấy tóc như này. Đấy, các bác mua thì liên hệ nhé. Đấy, liên hệ rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đấy, tiếp tục cái lô hàng Tết để các bác chuẩn bị đón Tết. Thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã đũa, đũa ăn cơm nhá. Đầu tiên thì là đũa cô gái Nhật này. Đũa cô gái Nhật thì nó là dòng cao cấp rồi. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50k cho một vỉ đũa như này. Đấy, 10 đôi đũa cô gái Nhật nhá. Hàng cực kỳ đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật nhá. Đũa cô gái Nhật đây. Đấy, đũa cô gái Nhật giá sẽ là 50.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đũa ấy. Đũa đen. Đũa 7 màu này. Đấy, lấy một vỉ đũa đen ra đây. Còn không? Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa 7 màu các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cầm cả cái vỉ thìa đây luôn. Đũa 7 màu nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa 7 màu này. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi nhá. 5 đôi như này. Chất liệu của nó cũng là làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và rất là đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa 7 màu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một vỉ 5 đôi nhá. 60.000 cho một vỉ 5 đôi. Đó. Lên cho em là đũa 7 màu. Đũa 7 màu này. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trên một vỉ 5 đôi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc. Đấy, thì
Con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi đũa của Hàn Quốc. Đấy, cũng được làm từ sợi thủy tinh. Ở trên đầu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là bọc một cái đầu bằng mạ vàng như này nhá. Đấy, bằng inox và mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, lên xem là đũa mạ vàng Hàn Quốc hoặc là đũa Hàn Quốc là được rồi. Đấy, cũng làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá, 35.000. Đấy, hàng rất chất lượng và giá rất hợp lý cho bác luôn. 35k cho một vỉ đũa Hàn Quốc như này. Đấy, ở đây thì hàng của Korea Hàn Quốc đây các bác này. Đấy, Korea nhá. Đây, Korea Hàn Quốc. Giá sẽ là 35k. Lên cho em là đũa Hàn Quốc, giá sẽ là 35.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em có cái dòng đũa của Đức nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Đây, đấy. Hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi. Đây, inox 304 Winling hai hình người của Đức nhá. Đấy, một vỉ này của nó là 5 đôi. Giá thì sẽ là 55.000. Đấy, cái này thì dùng rất là vừa xinh các bác, dùng để mình ăn cơm gắp rất là gọn luôn nhá. Con này thì ưu điểm của các bác khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ không bị trơn trượt đâu, tại vì đầu của nó đã đánh nhám rồi, đánh nhám chống dính, chống trơn trượt rồi, rất là tốt luôn. Sạch sẽ, rửa nhanh khô, không bị bẩn, không bị nấm mốc nhá. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá sẽ là 55.000. Đó. Và lên cho em là đũa inox này. Đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k. 55k trên một vỉ đũa inox bao gồm là 5 đôi như này nhá. 55.000 trên một vỉ 5 đôi. Đấy, đây là các cái mẫu đũa của bên em. Thì bên em đang có 3-4 mẫu đũa như vậy. Các bác có thể xem tham khảo và alo đặt mua. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút nhá. Thước rút tự hãm. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, Japan các bác này. Đấy, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Có cho các bác là dòng 5m và 7m rưỡi này. Đấy, 5m, 7m rưỡi. Đây, dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Thước rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy. Rút ra nó tự hãm này. Các bác nhả thì nó vào và rút ra nó tự hãm thì rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Rất tiện luôn. Đó. Ưu điểm của nó là rút ra nó sẽ tự hãm như này thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy thì cái con 5m này thì sẽ là 40.000 và con 7m này thì sẽ là 50.000 nhá. Con này là 40k này. Đấy, 40.000. Và con này thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Con này là 40.000 nhá. Đấy, 40k. 40k cho con thước 5m thế này, hàng của Nhật này. Con này thì sẽ là 7m rưỡi là 50.000. Giá khá là rẻ luôn nhá. Giá khá là rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói của Nhật này. Đấy, bộ dao sói của Nhật. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. 100k cho một cái bộ. 100k cho cái bộ dao sói như này. Đấy. 100k cho bộ dao sói như này các bác này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao, 2 kéo, một kéo và một cái nạo. Siêu rẻ luôn các bạn, siêu rẻ luôn. Bộ này em phải nói là hàng Nhật nhưng mà giá cực kỳ là sinh viên luôn nhá. Đấy, đây em sẽ test thử em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy, dọc giấy cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Đây, các bác này. Đấy, dao siêu bén luôn các bác thấy không? Đây, đấy, dao siêu bén luôn nhá. Sợ chưa? Đó, đây các bác này. Đấy. Dao siêu bén luôn nhá. Đấy. Dao rất là bén luôn. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một con dao lọc dài như này, lọc dài như này, hàng của Nhật này, đấy toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, tiếp theo là một con dao thái dài nữa này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình bổ dưa này. Đấy, bổ dưa rồi nói chung là bổ các loại hoa cả, nó dài này bổ rất là thích luôn. Đó, hết quả dưa luôn nhá. Đánh nhám chống dính và có dập vân này nhá. Đấy, tiếp theo là một con dao bản to này. Con này thì các bác dùng để thái rau này. Đấy, thái rau thái thịt này rất là bén luôn nhá, thái rau thái thịt này. Tiếp theo con này thì các bác dùng để mình gọt hoa quả này các bác này. Đấy, gọt hoa quả nhá. Đấy, rất là sắc luôn. Đấy, dùng để gọt hoa quả này. Đấy, tiếp theo là sẽ có cho các bác là một kéo này. Một cái kéo này nó sẽ là dòng kéo đa di năng luôn nhá. Đấy, thứ nhất là các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này, rồi mở nắp chai đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, và sẽ có cho các bác là một cái nạo này, một cái nạo rất là sắc luôn để mình nạo hoa quả rồi nạo các loại củ quả nhá. Đấy, thì combo cho các bác là bao gồm 6 món như này. Em lên tên nó sẽ là bộ dao sói nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Giá không thể tin nổi luôn nhá. Không thể tin nổi luôn. Giá sẽ là 100k cho bộ dao sói như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao sói này, đó. Dao sói. Bộ dao sói nhá. Bộ dao sói giá sẽ là 100k. 100k. Bổ hoa quả các thứ cực kỳ là ngon luôn. Đó.
rất là ok luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kéo bếp vàng nha, kéo bếp vàng. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, thép SK5 không gỉ các nhá, thép SK5 không gỉ. Rất là ngon cho các bác luôn. Đó, thép SK5 không gỉ sáng bóng đẹp này. Đấy, Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá, thép SK5 nhá. Con này thì giá bên shop bán chỉ có cho các bác là 35.000 một chiếc này thôi. 35.000 cho một chiếc kéo bếp vàng như này, giá sẽ là 35k. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. 35k cho một cái kéo bếp vàng như này nhá, 35k. Đấy, còn các bác mua 3 chiếc nhá, mua 3 chiếc combo 3 chiếc sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 3 cái nhá, bằng 3 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 35.000 nhá. 35k một chiếc như này. Lên cho em là kéo bếp vàng các nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao, các bác lên mã giúp cho em đó là dao lượn sóng nhá, dao lượn sóng. Con này là 40.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả hoặc gọt hoa quả rất là ok, đặc biệt là thái hoa quả để mình thái các loại rau củ để mình sử dụng mình nấu thì nó tạo ra cái hình vân sóng như này thì nó rất là đẹp mắt và ưa nhìn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con dao lượn sóng như này là 40k nha. Lên cho em là dao lượn sóng 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Con này sẽ là 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa inox 50.000. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đấy. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con kéo tỉa inox này thôi. Đấy. Hàng của Nhật đây, chất lượng Nhật Bản các bác này, Japan này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox. Inox sáng bóng không gì luôn. 50k. Đấy, hàng nội địa của Nhật toàn bộ chữ Nhật hết này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đây nó sẽ là một con bình rất là đẹp như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 1 lít, rất là vừa xinh. Đấy, inox sáng bóng này, Su 315 nhá. Đây Su 316 này. Đấy, inox sáng bóng, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cho các bác luôn. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời. Có lưới lọc như này các bác dùng để pha trà, pha cà phê. Đấy, ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác cả quai sách này nhá, cả quai sách như này. Quai sách như này các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi chơi nó rất là tiện. Đấy, và thân vỏ của nó thì rất là đẹp này, màu inox sáng bóng như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Rất rẻ các bạn. Đấy, một con bình đẹp như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp mà giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con bình thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái mã này nó là bộ 5 nồi à. Bộ nồi 5 món nhá. Đấy, bộ nồi bao gồm 5 món như này. Hàng thì cũng vừa xinh, không dày không mỏng, vừa xinh cho các bác sử dụng. Và ưu điểm của con này là rất là nhỏ gọn nhá, rất là nhỏ gọn. Con to nhất thì đường kính là 24 cm. Đấy, to nhất là đường kính là 24 cm. Và các bác cứ từng nồi nào thì vung đấy, nồi nào vung đấy như này, nó rất là tiện. Đấy, cứ nồi nào vung đấy cho em. Nồi nào là có vung đấy luôn. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 món nhá, 5 món. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy này, nó sẽ bỏ lọt vào nhau được nhá. Đấy. Nồi thứ hai này. Tiếp theo đến cái nồi thứ ba này. Đấy, nồi thứ ba nhá. Đấy. Có nắp đậy đàng hoàng. Đấy, tất cả đều có nắp đậy hết. Đấy, và bỏ vào nó rất là gọn như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Bộ nồi 5 món như này, 5 chiếc. Giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140k, 140.000 cho cái bộ nồi 5 món như này. Khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc nhá. Con này thì em không khuyến khích các bác đun nấu đâu, tại vì đun nấu con này thì cái đít nó hơi bị mỏng một chút thì sợ các bác đun nấu nó sẽ bị bén, nhưng mà mình chuyên để chế biến thực phẩm, đựng thực phẩm, đựng thức ăn là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau bằng tay. Giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con máy thái rau bằng tay như này. Đấy. Thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay công như này nhá. Các bác dùng bằng tay thôi chứ không phải bằng máy đâu. Đấy, sử dụng là bằng tay. Các cái bộ lưỡi như này các bác lắp vào.
Đấy, lắp cái bộ lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì lắp cái tay công vào đây là mình vặn mình sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ máy thái rau như này. Đấy, đây. Máy thái rau bằng tay nhá, sử dụng bằng tay. Giá sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động nhá. Đấy, nhưng mà trước tiên thì em sẽ lên cái giá cho các bác tham khảo. Máy thái rau này. Máy thái rau bằng tay nhá, thái bằng tay giá sẽ là 100k tròn nhá. Trước em đang bán 80.000, đợt này về nó sẽ cao cấp hơn một chút thì sẽ là 100.000. Đây các bạn. Sản phẩm của chị em nổi trội nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống than gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống than gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Rồi, ok. Hãy tham khảo link bên. Đấy, em lên cho bác con siêu phẩm điện kim cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy. Đây, nó sẽ là hàng 16 triệu màu các bạn, 16 triệu màu. Màu nó sẽ thay đổi liên tục thì nó sẽ cứ từ chuyển từ màu đỏ sang màu hồng, màu xanh, màu tím. Nói chung là con này của nó là 16 triệu màu luôn. Các bác có thể mua về đề co trang trí phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách này, nhà hàng, khách sạn đều ok hết nhá. Vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đổi màu đề co trang trí rất là đẹp. Đấy, mở đầu video thì trân trọng gửi lời chào tới quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm đến kênh, theo dõi ủng hộ shop suốt thời gian qua. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đấy, thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lưu ý các bác, ta cái lưu ý như em đã lưu ý ở phía trên các bác nhá. Đó thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đèn kim. Đấy thì giá của nó sẽ là 65.000 và không kèm pin nhá. Đấy, không kèm pin. Về nhà các bác tự mua pin nhà mình các bác lắp vào thôi. Con này thì nó sẽ là dòng sử dụng cái loại pin con thỏ loại to nhé. Đấy, pin con thỏ loại to và nó sử dụng là 3 viên. Bỏ tranh ghế lên Phương. Nó sử dụng là 3 viên nhé. Đấy, 3 viên pin con thỏ loại to như này. Đấy. Và bên shop bán thì nó sẽ là 65k nhé. 65k. Đấy, 65k. Đây, 65k. Lên mã giúp cho em đó là đèn kim nhé. Đèn kim. Giá sẽ là 65.000 và không có pin nhé. Không pin. Đấy, về nhà các bác tự mua pin mình lắp vào thôi. Cái này bên em bán thì nó sẽ là không có pin. Đó, giá sẽ là 65.000. Đấy. Và nó sử dụng là 3 cái pin con thỏ nhỏ lại to như này. Về nhà các bác tự mua pin mình lắp vào. Ngoài ra nếu mà các bác không muốn dùng cái pin không muốn dùng cái pin con thỏ mà muốn dùng cái pin sạc thì bên shop có bán kèm pin sạc đây. Đấy, pin này nó lắp vừa cho cái đèn này luôn nhá. Lắp vừa cho cái đèn này luôn. Đó. Thì nó cũng là bên em bán theo combo như này. Một vỉ của nó thì sẽ là 4 viên kèm thêm một đốc sạc luôn. Đó, 4 viên kèm một đốc sạc. Và không có hàng bán lẻ nhé, chỉ có hàng bán theo đốc như này thôi. Chỉ có hàng bán theo đốc sạc như này thôi. Thì bắt buộc các bác phải mua cả đốc cả pin. Còn nếu các bác muốn mua hai bộ pin thì tức là mình phải mua hai cái đốc. Đấy, còn bên em không có hàng bán dài, không có pin bán dài mà chỉ có pin bán đi kèm thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đốc sạc này. Đốc sạc pin đồng hồ. Pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k cho một bộ như này. Bao gồm cho các bác là cả đốc cả pin luôn. 65.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt, các bác lên mã giúp cho em đó là dao G49 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Wattbo và giá thì sẽ là 4. À, một con dao này giá của nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho một con dao chặt thế này. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén luôn. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm, cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 4 lạng. Và con này chặt thì cực kỳ là ngon luôn và rất là đầm tay luôn nhá. Đó, chặt thì rất là ngon đầm tay. Nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình các bác có thể dùng mình chặt đa di năng được luôn nhá. Gà, cá, thực phẩm, thức ăn, chặt thái đều được hết nhá. Và dao thì nó sẽ là dòng dao siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Một con dao chặt mà có thể dọc giấy như này thì các bác dùng để mình thái rất là ngon luôn nhá. Đấy, chặt thái rất là ngon luôn các bác theo. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, 150.000. Đấy, hàng của thương hiệu Wattbo này, Wattbo Japan nhá, thép không gỉ nhá. Đó, đây. Thép không gỉ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là dao G49. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000. Đó.
lên cho em là dao G49 này, G49. Giá sẽ là 150k. Đó, 150k cho con dao G49 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bịch khăn bếp này. Đấy, khăn bếp cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua về để mình lau dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh, bếp núc các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp. Đấy, một bịch này của nó là 10 chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20 cm. Đó, khoảng trên 20 cm một chút. Đó, và có hai mặt, một mặt bông thô, mặt bông nhịn. Chất liệu là bằng sợi bông tự nhiên thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình lau rửa bát đũa, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, khăn bếp này. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch như này, 30k trên bịch 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 10 nhá, cân 10. Đấy, con này thì nó sẽ là cân được 10 kg. Đấy, cân được 10 kg. Và có kèm sẵn pin như này. Giá thì sẽ là 160.000 nhá, 160.000. Có kèm sẵn pin như này rồi. Đấy, và về nhà các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, nó sử dụng hai viên pin con thỏ nhỏ sẵn pin như này rồi. Và con này ưu điểm của nó là có tính năng trừ bì nhá, có tính năng trừ bì. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là dễ sử dụng thôi. Đó, giá thì rất là tốt cho các bác rồi. Đây, bật nguồn lên cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu cân thôi. Đây, để em thử cân thử cái con dao này xem là cả hộp nó sẽ là bao nhiêu nhá. Đấy, cả hộp con dao này sẽ là bao nhiêu này. Đấy, con này nó sẽ là cả hộp là 427g nhá, 427g. Đó, sau đó thì các bác muốn dùng tính năng trừ bì thì mình nhấp vào đây, nó sẽ về 0. Và các bác ví dụ như các bác muốn cân cái gì thì mình đặt lên. Đây, ví dụ em cân cái đèn kim này nó sẽ là 101g nhá, 101g. Đấy, các bác bỏ ra thì nó lại về 0. Và các bác bỏ này ra thì nó sẽ nhớ cái số của cái kia. Và các bác nhấp trừ bì này nó sẽ hết này. Đó. Thì các bác lên cho em là cân 10 nhá, cân 10. Con này nó sẽ cân được tổng là 10 kg. Dòng cho cái dây điện đi. Cân được 10 kg. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá lên cho em là cân 10 này. Đấy, cân được 10 kg, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, hàng này cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài dao nhá. Lên mã giúp cho em là máy mài dao. Đây, nó sẽ là một con máy rất là tiện luôn. Đây, em sẽ mài test cho các bác xem. Bỏ đây cái con dao dòng đấy. Đấy, thì đây nó sẽ là một con dao cũ. Đấy, thì nó sẽ là một con máy như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mài dao, mài kéo đều ok hết nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, đây, sau đó thì mình bật máy lên thôi. Đấy các bác nhá, em mài cho các bác xem này. Đây, các bác đưa dao vào mài này các bác này. Đấy, các bác trông cái tía lửa chưa. Đó, các bác thấy không, đây, mình mài dao thì nó rất là nhanh đén luôn các bác nhá. Rất là nhanh đén luôn, nó rất là tiện. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có một hòn đá này để các bác mài này. Đấy, thì con này của nó sẽ là dòng máy mài. Và có nguồn cắm trực tiếp nguồn 220 luôn. Đây, nguồn của nó đây, cắm trực tiếp nguồn 220 như này. Các bác cắm vào điện 220 cho em. Bật công tắc lên là mình dùng này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, mài té lửa ra này là các bác biết rồi. Rất là đã luôn nhá. Đấy, mình rất là tiện. Dùng để mài dao thì nhanh bén luôn và không bị mất công, không mất công để mình mài bằng tay, nó vừa lâu vừa mất công nhá. Lên cho em là máy mài dao, giá là bao nhiêu? Chỉ có 80k thôi. 80k mà được cả một con máy mài dao luôn nhá. Máy mài dao này, máy mài dao. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là tí đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi. Các bác lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Con này thì giá sẽ là 120.000. Hàng thì nó là hàng siêu to luôn. Đấy, thì con này các bác cũng cắm trực tiếp điện 220 cho em. Cắm trực tiếp điện 220 như này các bác này. Sau đó thì mình bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, đây nó sẽ có một công tắc đằng sau bật lên. Đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái ánh đèn hồng ngoại này, nó giúp thu hút cái con muỗi này bay vào nhá. Đây các bác này. Đấy. Muỗi bay vào là nó sẽ bị chập giống như cái vật muỗi như này. Và con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn muỗi, vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Rất là tiện nhá. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Con này thì siêu tiện luôn. Đấy, muỗi bị thu hút bởi cánh hồng ngoại nó sẽ bay vào và sẽ bị chết luôn, bị chập điện là bị chết nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi đen này. Giá của nó sẽ là 120k. Đèn bắt muỗi đen. Bắt muỗi. Đèn bắt muỗi đen nhá. Đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 120.000. Giá rất hợp lý cho anh em và các bác mua sắm. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ sạc ổ điện sạc nhanh nhá. Đấy, con này thì hôm trước em lên nhầm cái giá nó là 120 nhưng mà cái giá của nó sẽ là 150 nhá. Em nhầm cái giá là 120 thì các bác cũng hết sức thông cảm cho em. Cái dây này của nó thì dài khoảng từ 1,5 m đến 2 m, thấp nhất là có cho các bác là 1,5 m nhá. 3 chân ổ cắm, 1 công tắc đóng ngắt, 4 chân USB và 1 chân sạc nhanh như này.
thì con này dùng siêu tiện luôn. Đấy, dây dài khoảng từ 1m2, 1m5. Bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Và có chân sạc nhanh cho điện thoại cao cấp luôn. Đấy. Các bác có cái dòng điện thoại sạc nhanh là mình bỏ vào đây, báo sạc luôn các bác này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Đây, bỏ vào nó sẽ báo sạc các bác này. Sạc rất là nhạy luôn nhá. Bên em là gọi là em còn để qua cái lót mà nó vẫn vào nhá. Ốp mà vẫn vào luôn. 4 chân USB này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có cả cầu dao nhảy an toàn luôn này. Đấy. Và có 3 chân cắm như này, chân sạc nhanh như này. Đấy, tổng là có 3 ổ cắm rất tiện ích luôn. Lên thì em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh nhá, sạc nhanh. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Hôm trước em nhầm 120, hết sức thông cảm giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước cô nhá. Đấy, phao nước thì đây nó sẽ là một con phao như này. Đấy, con này thì dùng rất là ngon. Hôm trước nhà em đang dùng cái phao cơ truyền thống của em cũng phải thay ra để em dùng con này, nó rất là tiện. Đấy. Thì các bác chỉ cần là đấu con này thì nó sẽ là điều hướng nước này, điều hướng nước. Con này thì các bác đấu cái nguồn nước vào đây chưa? Đấy, đấu nguồn nước vào đây. Thì khi mà nước nó ngập đến cái phao này 1 cm là nó sẽ tự ngắt, đơn giản vậy thôi. Nó cũng chả có gì phức tạp cả. Thì các bác thay cái phao truyền thống với phao cơ truyền thống nó rất là bất tiện. Phao này thì nước ngập là nó tự ngắt thôi và nó bằng nhựa. Đấy, rất là an toàn, không sợ bị hỏng bị gì sét. Lên thì em là phao nước nhá. Đấy, phao nước giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một con phao nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con điện thoại Nokia dòng 1 SIM. Đó, dòng 1 SIM như này. Con này thì rất là tiện để cho anh em và các bác sử dụng luôn. Đó, hàng nó sẽ là hàng 1 SIM nhá, 1 SIM. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, đấy. Một điện thoại và một cái một điện thoại một đốc sạc. Đấy, một điện thoại một đốc sạc và một viên pin. Đấy, combo cho bác 3 món như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá, hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Hàng lô trước về thì giá mềm hơn một chút, đợt này về thì giá nó hơi tăng một chút nhá. Hàng thương hiệu Nokia. Đó, lên cho em là điện thoại một SIM, giá bao nhiêu? 160.000. Đố các bác đi đâu mà ra ngoài cửa hàng điện thoại mà mua được một con như này. Bình thường nếu các bác mua một con điện thoại thấp nhất cái giá của nó cũng phải là tầm khoảng từ 200-250.000 nếu như ra cửa hàng nhé, chứ không có cái điện thoại 160.000 đâu. Lên cho em là điện thoại một SIM này, giá sẽ là 160k. Đó, 160.000. Đấy, con này trước thì em đang bán là 150. Lô này về nó sẽ mắc hơn một chút. Đấy, là 160 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ. Con này thì nó sẽ là một cái dòng kìm đa năng. Đấy, gọi là kìm đỏ nhưng mà nó về thì có 3 màu này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng như này. Đấy, 3 màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Và con này nó sẽ là hàng đa di năng này. Bấm dây, bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là xoắn ốc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Có lò xo đẩy ra dùng rất là đã, không cần phải lấy tay banh nha, nó mất công. Tuốt dây này, bấm cốt này. Đấy, cắt dây này, vặn ốc này, rồi đa di năng luôn. 100k nhá. Hàng nội địa của Nhật, hàng bãi Nhật này. Đây, chữ Nhật đây. Đấy, giá chỉ 100.000 thôi. Đấy, còn con búa lùn này, đấy con búa lùn này, chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 12-13 cm này và nặng khoảng 2 lạng rưỡi. Hàng cũng là hàng của Fuku của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 90k cho một con búa lùn như này nhá. Lên cho em là búa lùn, giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho một em búa lùn như này, rất là ok cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop tiếp tục về cho bác cái lô dây điện hàng Nhật bãi nhá, hàng Nhật bãi. Con này thì chiều dài của nó sẽ là từ 20-30 mét nhá. Và giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, trước em đang bán là 195.000. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 170.000 cho một quận dây điện vàng như này thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 một quận như này. Chiều dài của nó thì khoảng từ 20-30 mét nhá, khoảng từ 20-30 mét. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì nó sẽ là dòng dây 1.5. Dây 1.5 nhá. Đấy, dây của nó sẽ là dây 1.5 và có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 ổ cắm như này. Đấy, dây rất là ngon cho các bác luôn. Dây thì dây siêu mềm luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã cho em là dây điện vàng 170.000. Tiếp theo, lấy thêm cái tiền số đi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
mũ của hàng quân đội Mỹ nhá. Đây, US các bạn này, US hàng quân đội Mỹ. Đây, American các bạn này. Đấy, United American. Đó, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì khỏe cái bàn các bạn này. Đấy, đập phá thoải mái cho các bác luôn. Đấy, đập thoải mái luôn các bác nhá, không hề hấn gì nhá. Đó, rất chắc chắn ngon lành luôn đây. Các bạn. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đây em đập hai con vào nhau nhá, rất ok luôn. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái lưới như này. Thì các bác có thể độ trực tiếp hoặc là mình có thể bọc thêm cái lưới này vào cũng ok luôn nhá. Đấy, các bác có thể bọc thêm cái lưới này vào cho em này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Đấy, con này đội cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó. Có lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy. Mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì rất là đẹp, tiện dụng luôn. Đây, ở bên trong của nó thì nó sẽ là một cái lớp dù lót như này để khi các bác đội nó không chạm đầu vào mũ và nó không bị nóng. Đấy, khóa kiếp của nó thì rất là ngon luôn. Con này các bác có thể đội làm mũ bảo hiểm cũng rất là ok nhá. Đó, rất là xịn sò chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi này. Đấy, tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh ô tô hoặc là thân vỏ ô tô cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, nó giúp tẩy sạch các bác này. Đấy, thân vỏ ô tô. Đấy, thì giúp cho các bác làm sạch các cái vết xước nhẹ nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp em là tẩy xanh, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn các bác nhá. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong rồi. Rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng. Các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đây nó sẽ là màu đỏ vàng như này. Thì bên em gọi nó sẽ là kìm đỏ đa năng nhá. Con này thì chuyên dùng để các bác bấm cốt này, rồi tuốt dây này. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là đầu tiên nó sẽ là phần tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này. Thứ ba là các bác cắt dây thì thứ tư là vặn ốc này, xoắn dây này rồi đa chi năng luôn. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Thép CRV không gỉ này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con kìm như này nhá. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ. Giá sẽ là 100k. Đấy thì lô này nó về thì nó sẽ là 3 màu như này. Nó có về nó sẽ là 3 màu như này nhưng mà bên shop thì vẫn gọi nó là kìm đỏ thôi. Đấy nhưng mà nó về thì lô này nó về nó sẽ là hàng 3 màu như này các bác nhá. 3 màu như này các bác này. Đấy màu đỏ, màu vàng, màu và màu xám như này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy thì trước em vẫn đặt tên nó là kìm đỏ thì cứ lên cho em là kìm đỏ thôi. Đó, đây, đầy đủ các cái chức năng như này cho các bác nhá. Rất là ngon lành luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100k. Đó. Lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm đỏ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm. Các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 nhá. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 40x60. Các bác dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Để mình vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Đấy, kích thước của nó là 40x60 nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 nhá. 45.000 cho cái thảm 46 như này. Đấy, chất liệu của nó thì bên trên của bằng nỉ nhá, bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Bên dưới này của nó thì nó sẽ là dòng cao su non nhá, chống trơn trượt này. Đấy, và dòng lõi nỉ như này thì nó sẽ là thấm hút nước rất là tốt luôn. Kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46 này. Đấy. Thảm 46, kích thước là 40x60. Và giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một cái thảm như này nhá. Đấy, 40x60 giá sẽ là 45k. Đó. Thảm này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày, để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách. Đấy, đặc biệt là mùa đông như này mà các bác thấm chân luôn cho nó khô khao sạch sẽ các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã hàng của Tết này. Thì nó sẽ là cái khay. Cái này nó là khay gì nhỉ? K1 hay K2 không chân vào, K2 có cái 160 à?
Các bác lên mã giúp cho em đó là khay K1 nhá. Con này thì nó sẽ là khay K1, giá sẽ là 160.000. Đó. Lên cho em là khay K1 này, đó. Khay K1 nhá, 160.000 các bác. Đấy. Con này thì rất là tiện ích rồi, hàng của Tết các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần xoay nhấp này cho em này, xong đó xoay này, xoay này nó sẽ ra này. Ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 ngăn này, 5 ngăn như này. Trên 5 ngăn, dưới 5 ngăn nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Đấy, thì các bác có thể dùng để đựng nước Tết này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Lên cho em là khay K1 nhá. Khi các bác sử dụng thì mình nhấp nhấp này cho em, sau đó thì mình hăng mở đóng này. Đấy nhá. Đó. Nó cái lẫy ở đây. Các bác cứ nhấp này cho em, sau đó thì mình đóng mở là xong. Lên cho em là khay K1 nhá. Đây. Đấy, đúng như hình đấy các bác này. Mình để đựng các loại hạt hướng dương này, rồi hạt rẻ này, bánh kẹo này, nho mứt này, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 160.000 thôi. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay sen nhá. Đấy. Các bác lên cho em là khay sen. Con này thì trăm mấy nhỉ? Con sen vàng. Đây con này cơ mà. Các bác lên cho em là khay sen vàng nhá. Đấy, nó sẽ là màu vàng như này. Khi bên em gửi hàng cho các bác thì nó chưa có sắp xếp như này đâu. Chưa có lắp ráp đâu. Về nhà thì các bác tự lắp ráp vào giúp cho em nhá. Đấy, về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em. Lắp ráp thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản thì về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay như này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là khay sen vàng này. Đấy, con này nó bằng nhựa trắng nhá, nhựa trắng trong rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể quay như này. Đấy. Và trên này thì mình để hoa quả này, dưới này thì mình để các loại bánh kẹo rất là ok luôn nhá. Đấy, để bánh kẹo, hạt dưa, hạt bí hướng dương rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay sen vàng như này. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng nhá. Khay sen vàng. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con khay sen vàng như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó, ngày Tết ngày nhất các bác dùng để đề co trang trí này, cho bánh cho kẹo vào rất là tiện ích và đẹp cho các bác luôn. Khay sen vàng. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa lùn nhá. Búa lùn. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con búa lùn như này con này. Đấy, con này thì các bác dùng để đóng nhổ đinh rất là ok luôn. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật đây các bác này. Đấy, của thương hiệu Fuku các bác này. Hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Đấy, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng. Rất là đẹp luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con búa lùn như này nhá. 90.000 cho một con búa lùn như này. Con này các bác có thể dùng để mình đóng đinh này, đóng đinh nhổ đinh rất là ok. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, 16-17 cm. Và cân nặng của nó thì khoảng 2 lạng rưỡi nhá, nặng 2 lạng rưỡi. Con này dùng đóng nhổ đinh rất là ok. Cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh rất là chắc chắn và có bọc cao su non như này nhá. Bọc cao su non chống trơn trượt như này, rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn này. Đó. Búa lùn, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con búa lùn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khay. Lên mã giúp cho em đó là khay úp cốc nhá. Đấy. Khay úp cốc này. Đây thì nó sẽ là một cái khay và có sẵn đĩa này luôn. Đấy, một cái đĩa màu trắng sữa rất là đẹp này. Và một cái khay cao như này. Các bác có thể úp cốc vào đây. Đấy, mỗi bên 3 chiếc, tổng là 6 chiếc. Úp cốc vào đây thì nước nó sẽ chảy xuống cái khay này. Khi mà các bác rửa, nó có những cái lượng nước thừa thì nó sẽ chảy xuống đây thì nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái khay úp cốc như này, giá của nó chỉ có cho anh em các bác đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc này. Khay úp cốc giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con khay úp cốc như này. Thì con này rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng khi mà mình úp cốc chén, cốc bát vào đây. Đấy, thì úp các loại cốc chén vào đây. Tại vì là ngày Tết ngày nhất hoặc là các bác sử dụng hàng ngày cũng rất là ok thôi. Rất đẹp. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng inox và mạ vàng nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp cho các bác luôn. Để trên bàn uống nước thì cực kỳ là sang xịn mịn luôn. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Mấn lại tiếp tục quay trở lại giới thiệu các cái mã hàng của bên shop. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đây nó sẽ là con bẫy chuột rất là tiện lợi. Khi sử dụng thì các bác ấn đều hai tay này cho em này. Ấn đều hai tay cho bẫy mở này.
Đó, và các bác chỉ cần chạm nhẹ này thôi là con chuột sẽ sập bẫy luôn nhá. Rất là mạnh thôi nhá, rất là mạnh luôn. Đó. Thì con này rất là tiện và giá thì chỉ có 15 cành thôi. Dùng thì cực kỳ là an toàn nha các bác, chỉ cần nhấp đều này cho em này. Nhấp đều này cho em. Đó, và khi mà con chuột nó chạm vào bẫy là nó sẽ bị sập nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 15k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. 15k. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15.000 thôi nhá. 15.000 một chiếc. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là này bên shop tiếp tục về cho các bác cái kìm tuốt dây nhá. Kìm tuốt dây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng luôn. Hàng của thương hiệu Fuka này, Fuka của Nhật đây. Đấy, Fuka Japan qua này. Đấy. Thì con này rất là tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tuốt dây này, bấm cốt này. Đấy, tuốt dây bấm cốt rồi là tuốt các cái phần dây ra làm đôi này, ra làm tư này, đều ok hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kìm tuốt dây như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, và đây nó sẽ có tuốt dây từ 0.8 đến 3.2 mm nhá, 3.2 mm. Thì bác nào làm thợ điện là bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện. Hàng nội địa của Nhật, thép trắng không gỉ này. Qua kiếc cán cầm của nó rất là chắc chắn luôn, cao su êm ái này. Các bác dùng thì nó rất là đa di năng, dùng để tuốt dây điện, các bác làm thợ làm nghề xoắn dây này, hoặc là dùng để cắt dây giết các thứ, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đây, có cái phần cắt dây ở đây. Đấy, dùng để xoắn rồi cắt dây các kiểu con này điều luôn. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây nhá, kìm tuốt dây. Giá sẽ là 95k. Đó. Các bác lên cho em là kìm tuốt dây này. Đấy, kìm tuốt dây. Kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây giá của nó sẽ là 95k một chiếc nhá. 95.000 một chiếc kìm tuốt dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 đũa. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox một hộp này bao gồm là 5 đôi. 5 đôi đũa inox này, hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55k cho một hộp như này. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi. 5 đôi đũa inox như này nhá. 5 đôi đũa inox như này. Rất tiện ích luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là đi 55.000 thôi, 55.000. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá, giá sẽ là 55k. Đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp nhá, 55.000 trên hộp, 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy các bác lên cho em là con máy máy sấy đũa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy sấy đũa như này các bác này. Đấy. Con này các bác chuyên dùng để mình sấy đũa. Rất là ok. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái chân cắm ấy rồi. Về nhà các bác cắm ở cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đây nó sẽ là cái khay để đựng nước này, khay đựng nước đây. Khay đựng nước thừa đây, rất là tiện nhá. Và các bác chỉ cần mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Mở cho em cái nắp này ra nhá. Đấy thì mình dắt đũa ra tiếp của đây, và ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái miếng dán luôn. Miếng dán này để các bác dán lên tường nhá. Đấy, em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con máy sấy đũa này thôi. Đấy, mùa đông mùa này nồm ẩm các bác nên dùng con máy sấy đũa này rất là tiện ích nhá. Nên theo là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k. Đấy đây sẽ có video thực tế luôn. Mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asibo, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm, đảm bảo chất lượng và uy tín. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy nhấp vào góc trái màn hình để mua ngay máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV nào. Bạn có biết rằng đũa thìa là nơi ẩn chứa nhiều sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sáu khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc Asibo, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm. Đấy, rất là tiện ích nha, mà giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con máy sấy đũa này thôi. 100k nha, rất tiện ích luôn và rất ngon lành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng massage các bác nhá. Đấy, súng massage. Thì đây nó sẽ là một con súng như hình khẩu súng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng massage như này nhá. 170k. Đó, 170k cho một con súng massage này nhá. 170.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, thân máy nhá, lõi của nó là lõi bằng đồng nhá, động cơ không chổi than này. Đấy, và các bác lắp các cái đầu massage vào chưa? Đấy, giữ lì này là máy sẽ chạy nhá.
tắt bật là phải giữ lì nha các bạn. Máy chạy cực kỳ được cả luôn các bạn. Lì rất là mạnh luôn. Đây cấp độ 1 các bạn có thể đẩy cấp độ lên này. Dùng rất là cực kỳ mạnh. Dùng rất là mạnh luôn. Các bạn có thể dùng để bắt xa các cái bó cơ này, bắp tay, bắp chân này. Con này thì nó sẽ là dòng cảm biến nha các bác, càng nhấn mạnh thì nó sẽ là càng rung mạnh, còn các bác bỏ ra thì nó sẽ lại rung nhẹ nhé. Đấy thì mình có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi dây thần kinh, đấy, lưng, và có kèm cho các bác là 4 đầu massage và một cái cáp sạc như này nhé. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đấy, lên cho em là súng massage nhá, nó hình khẩu súng như này cho nên là bên em gọi nó là súng massage. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 một em này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ vít đây. Một cái bộ vít như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho cái bộ vít như này các bác. Đấy. Bộ này thì bên shop lên nó sẽ là bộ V46 nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 20 đầu vít này rồi đầu khẩu rồi tay công các kiểu con đà điểu luôn. 20 đầu vít này, 10 và đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi các cái chi tiết khác nữa. Nói chung là bộ này thì tha hồ thoải mái cho anh em các bác sử dụng làm thợ, làm nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Giá không tin nổi luôn. Đấy, tay công, tay lắc, tay nối dài đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây nó sẽ có cho các bác là đây em sẽ cho các bác xem này. Đây nó sẽ là một con tay công như này nhá. Tay công như này các bác này. Đấy. Tay công này thì các bác có thể dùng để lắp khẩu này hoặc là lắp vít đều được này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Rất là tiện này. Đấy, lắp khẩu cũng được mà các bác lắp vít được, lắp vít được. Đấy, rất là ok. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay kiểu tay vít như này. Cái tay vít này rất là tiện này. Các bác có thể lắp cái tay vít để mình dùng trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay nối dài này. Tay nối dài và tay ngoắt nghéo này. Tay này có lò xo ngoắt nghéo này. Đấy, rất là đa di năng luôn nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái món như này. Đầy đủ khoảng 45-46 chi tiết cho các bác luôn. Mà cái giá thì bên shop đang thanh lý cho bác giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là bộ V46 nhá. Bộ V46. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy. V46 giá sẽ là 130k. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. V46 này 130k. Không để tin nổi luôn. 130.000 cho cái bộ vít thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Cưa lách này, hàng của thương hiệu Fukuoka của Nhật này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một con cưa lách như này nhá. 50.000. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành này. Đấy, rất là tiện luôn. Cưa lách giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ này. Đấy, đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Con này thì các bác chuyên dùng để thái thôi. Bản của nó thì khoảng 8 cm nhá. Chiều dài thì khoảng 30 cm. Đây. Siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để thái này. Đấy, rồi gọt hoa quả cũng được, thái gọt. Và con này thì rất là vừa sinh, nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng nhá. Vừa sinh, thái thì cực kỳ là ngon luôn. Hàng đánh nhám chống dính này, nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ này. Dao thái nó có lỗ cho nên lên em là dao thái lỗ 125k. 125.000, đây nó có lỗ này. Đấy, cho nên là em gọi nó sẽ là dao thái lỗ nhá, rất là ngon luôn. 125.000 cho một em dao thái lỗ như này, rất tiện ích nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về với bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy thì nó vừa là phích để giữ nhiệt, vừa là dùng để làm ấm siêu tốc đun sôi luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng thương hiệu Cucu nhá. Hàng thương hiệu Cucu, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Đấy, có giữ nhiệt cho các bác luôn nhá. Giữ nhiệt cho các bác luôn và nó tự động ngắt nhá. Đấy, các bác cứ đặt lên khay này cho em là xong. Khi nào mà sôi là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, và có giữ nhiệt luôn. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho mình em phích đun sôi như này. Đó, phích đun sôi nhá. Vừa là giữ nhiệt vừa là ấm siêu tốc luôn thì nó rất là tiện. Đấy, nó sẽ là hai chức năng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần đặt lên như này cho em là xong. Đó. Và lúc nào mà sôi nó sẽ tự ngắt, còn lại là nếu mà các bác không muốn để thì các bác bỏ ra. Lúc nào mình cần nóng thì là mình lại đặt vào, không có thì mình lại bỏ ra nhá. Giá sẽ là 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con
cái bộ máy rửa xe nhé, bộ máy rửa xe giá thì chỉ có 290.000 thôi, máy rửa xe chạy bằng pin này. Thì đây sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vòi này, đấy, dây dài khoảng từ 3-5 mét này, rồi cái này nó sẽ là đầu vòi xịt tuyết này, đấy, một thân máy này, đấy, một thân máy nhá các bác nhá, đấy, một thân máy này, một thân máy như này, đấy, một thân máy, một cáp sạc này và một viên pin nhá, một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đấy, các bác theo đấy, đây đã có test nước, ok ngon lành này, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, một thân máy, một cáp sạc, một viên pin, đầy đủ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 290.000 thôi nhá, 290.000 cho một cái bộ máy rửa xe pin như này nhá. Lên cho em là rửa xe pin này, máy rửa xe pin này, rửa xe pin, giá sẽ là 290k. Ngoài rửa xe các bác có thể dùng để mình tưới cây rồi làm mọi việc đều được nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok, hello chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop còn một ít cái bộ rổ chậu inox nữa này. Đấy, thành lý nốt cho các bác với giá đó là 50.000 đi, 50.000 cho cái bộ rổ chậu inox như này. Đấy, lên cho em là rổ chậu inox nhá, rổ chậu inox này, rổ chậu inox giá của nó sẽ là 50k nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Nó sẽ là 5 món tất cả. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 cái tô, 4 cái tô và một cái rổ như này. Một cái rổ như này thì cái rổ này đường kính của nó vào khoảng là 25cm nhá. Rổ này đường kính khoảng 25cm. Đấy, và nó sẽ có là 4 cái tô nhỏ như này. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái rổ này thì mình có thể dùng để mình rửa rau này. Đấy, sau đó thì mình bỏ vào cái chậu này, rau mùi, rau thơm, xà lách thì cho vào đây, nó vừa gọn gàng sạch sẽ, vừa không bị chảy nước. Đấy, combo cho các bác luôn, bao gồm là 5 món như này. Đấy, bên cho em là bộ rổ chậu inox nhá, rổ chậu inox. Giá thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 50.000 thôi, 50.000 cho cái bộ rổ chậu inox như này, 50.000 bao gồm cho các bác là 5 món luôn. Tính ra vào có 10.000 một món, quá rẻ luôn nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cái giá tốt luôn. Bộ rổ chậu inox thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 50k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần ấn này thôi. Đấy, chạm nhẹ này nó sẽ sập bẫy. Đấy, chạm nhẹ này sập bẫy này các bác này. Đấy. Các bác ấn đều này cho em. Ấn đều này cho em là lẫy nó sẽ mở này. Và khi mà các bác cho mồi vào cái lỗ này, đấy, chạm nhẹ này sập luôn. Các bác thấy không? Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có 15k cho một cái 15.000 cho một cái bẫy chuột này thôi nhá. Đấy. Đấy, thấy không? Rất tiện luôn. Giá sẽ là 15k. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhá. Giá của nó sẽ là 15k cho một con bẫy chuột thông minh như này. 15.000 các bác nhá. 15.000 cho một con bẫy chuột thông minh như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Thì đây nó sẽ là một cái bộ ba nước hoa như này, bao gồm cho các bác là ba lọ luôn. Mỗi lọ này của nó sẽ là 30ml nhá. Đấy, 30ml. Đấy, và ba lọ như này các bác này, ba lọ như này. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, nó sẽ có ba lọ với ba mùi hương khác nhau, rất là thơm luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó. Nam nữ đều dùng được hết nhá. Ba lọ ba mùi hương. Đó. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Đấy, lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa 150.000. Bộ ba nước hoa này. Bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho bộ ba lọ nước hoa như này. Giá sẽ là 150.000 nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, lưu hương dài lâu được luôn nhá. Đấy, lưu hương dài lâu được luôn. Rất là tiện ích như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu. Cái này thì sẽ là 25.000 trong một hộp, bao gồm là 12 miếng. Cái này thì độ nóng rất là cao, các bác có thể dùng để mình dán trực tiếp lên các cái phần nào các bác bị đau nhức mỏi, mình dán trực tiếp lên cho em. Đó đây, cái miếng nó sẽ là một cái miếng màu xanh như này. Đó, và các bác dán lên các cái phần nào mình bị đau nhức mỏi rất là ok. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ miếng dán, hộp miếng dán ngải cứu này, bao gồm cho bác là 12 miếng, hàng của Nhật nhá. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái hộp miếng dán ngải cứu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Các bác lên cho em là đèn học chống cận. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000.
cho một mã đèn học chống cận như này. Con này thì nó sẽ là sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, cho nên là nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, còn công suất của nó sẽ là 10W và nó sử dụng bằng pin các bác, thì nó rất là tiện luôn. Đây, đấy các bác này. Con này thì nó sẽ là một dòng đèn học chống cận, thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước hoặc là dùng rất là đa di năng được luôn. Ăn cơm ăn nước, học bài, đọc sách cũng rất là ok nhá. Các bác dùng để đọc sách cũng rất là ok luôn. Đó, rất là sáng này. 1 2 3 này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính nhá. Đấy, và cảm biến này, các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ lên này. Đấy. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đây, các bác nhấp này. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đèn học chống cận rất là tốt luôn. Có một cái khay đựng bút ở đây, các bác chỉ cần ấn vào đây cho em xong này. Đấy. Ấn vào đây. Đấy. Cái khay này là cái khay đựng bút nhá, các bác nhấp vào đây cho em xong. Đây. Đấy, các bác chỉ cần ấn nó vào cái lẫy này. Ấn vào cái lẫy này là xong. Để các bác dùng thì mình đựng bút nhá. Đấy, đây các bác nhấp vào đây. Đấy, là nó sẽ vừa giữ chắc cho cái đèn này. Đấy, vừa giữ chắc cho cái đèn này và các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, cho bút cho giếc vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn học chống cận như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái mã đèn học chống cận như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày như là học bài này, đọc sách này, rồi nói chung là khi mất điện thì mình dùng ăn cơm ăn nước cũng rất là ok. Công suất của nó sẽ là 2W đến 10W nhá. Đấy, và chân sạc nhá. Đem lại giúp cho em là đèn học chống cận. Đèn học chống cận này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn quạt nhá. Đèn quạt, cái đèn này thì nó sẽ là vừa là đèn vừa là quạt luôn. Và nó có kèm cho các bác là một cái sợi dây sạc như này. Các bác cắm một cái chân sạc này cho em. Có tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời luôn. Rất là tiện các bác này. Đấy. Quạt gió khủng khiếp luôn. Rất là mát nhá. Và nó có thể là nó sẽ có là thời gian quạt chạy là từ 3 đến 5 tiếng nhá. Đấy, và có cả đèn luôn các bác này, có cả đèn luôn. Đó đây. Đèn rất là sáng này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sáng nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn bão hoặc là đèn quạt nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đèn quạt đi, tại vì là nó vừa là đèn vừa là có quạt điện luôn. Đấy, có quạt mát luôn. Con này dùng rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ hoặc là bị mất điện mất giấc các bác dùng cho em cũng rất là ok nhá. Lên cho em là đèn quạt này, có kèm cho các bác cái dây sạc này luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đèn quạt nhá. Đó. Đèn quạt này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai thông cống này. Đấy. Thì con này dùng rất là tiện luôn. Cống rãnh rồi đường cống, đường thoát nước nhà các bác nó hay bị tắc, thì các bác xả cái chai này thường xuyên cho em, một năm thấp nhất là 1 đến 2 lần nhá. 1 đến 2 lần. Thì các bác xả thường xuyên cho em để nó giúp đánh tan các cái cặn bám rồi các cái vết bẩn rồi mỡ đông, mỡ riếc hoặc là tóc tai. Nó sẽ đánh tan hết và nó sẽ đẩy sạch đi nhá. Cái đường cống thoát nước hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là bột thông cống, giá sẽ là 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này. 25.000 cho một lọ các bác nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Đấy, các bác lên cho em là nồi lẩu mini. Con này trăm mấy nhỉ? Hả? Trăm mấy? 150.000 cho con nồi lẩu mini này nhá. Đấy, có quai cầm này rất là tiện này. Có số 1, số 2 này. Đấy, có số 1, số 2 rất là tiện luôn. Đây, các bác có thể dùng ăn lẩu trực tiếp này hoặc là dùng để mình hấp này. Hấp bánh bao hoặc là hấp các loại thực phẩm cũng rất là ok, hấp tôm, hấp cá này. Đấy, hoặc là mình dùng trực tiếp để mình ăn lẩu này, rất là tiện nhá. Hai ông bà hoặc là gia đình ít người, 2-3 người các bác dùng ăn lẩu với cái này cho em nó rất là tiện luôn. Đấy, ngoài ra thì nó có chống dính, có thể chiên rán xào nấu được hết. Đấy, một con nồi lẩu mini rất là ngon như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho một cái nồi lẩu mini này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Công suất của nó thì con này nó sẽ là 600W nhá. Đấy, sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 600W các bác nhá. Đấy, công suất là 600W. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em đó là lẩu mini nhá. Lẩu mini. Giá sẽ là 150.000. Con này thì nó nhỏ thôi nhá. Nó nhỏ thôi. Dung tích của nó thì nó sẽ là vào là đi nó vào khoảng là 1 lít thôi các bác nhá. Vào khoảng 1 lít thôi.
lít hơn lít một chút thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Tai nghe iPhone thì nó sẽ là một cái dòng tai nghe như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, nó sẽ là cái dòng tai nghe như này các bác này. Đấy. Tai nghe như này thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là hàng của Mỹ này. Đấy, California này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ. Đấy, made in Japan đâu nhá. Đó, made in Japan. Hàng của nội địa Nhật và xuất cho thị trường Mỹ này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho bác là hai con tai nghe như này. Đó, đây. Made in Japan con này. Đó. Hai con tai nghe như này nhá. Kèm thêm cho các bác là cáp sạc này. Bây giờ các bác mua một cái cáp sạc này cũng mất mấy chục rồi. Đấy, và các cái miếng mút để các bác dùng cho nó êm tai này. Đấy. Các cái miếng lót như này. Thì combo cho các bác một cái con bộ tai nghe không dây như này nhá. Tai nghe của iPhone không dây như này. Đây, Apple này, in California tai nghe của Apple nhá, Apple nhá, quả táo đây. Đấy, lên trên là tai nghe không dây. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi nhá. Đấy, lên trên là tai nghe không dây này, tai nghe iPhone nhá. Tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000. Đó. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này. Đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã reset này. Rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống reset ăn mòn. Rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia nhá. Australia này các bạn này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Qua lên theo là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 như này các bạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các bạn nhá. Đấy, khay chữ nhật. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30k cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3 đến 400ml thôi nhá. 3 đến 400ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k cho một là cái khay chữ nhật này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây. Đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đây? 130 à? Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000, con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đây. Hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó. Em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Lấy cho anh tờ giấy này. Quyền móng ấy. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, con này, đấy các bác theo. Đấy. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn nhá. Đó. Các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35 37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê, hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả, các thứ bổ dưa hấu, thứ nhất là rất là đầm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhé. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130k nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhé. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000, hàng của Đức, cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly, rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá, liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Quyên Linh của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150k. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức 150k cho một em dao chặt Đức như này. 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đầm tay luôn. Có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Willing luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, các bác lên theo là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. 60.000 cho một em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20cm nhá. Đấy, rất là bén luôn các bạn này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn. Đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok. Gọt Đức 60.000 này. Đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên cho là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này, về nhà các bác treo dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường sau đó thì mình đeo vào như này là xong này. Bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường đeo vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này. Về nhà các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong. Đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường và mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt như này thôi. Lên theo là cọ vịt nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy. Mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy. Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà thì nhếch nó rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đợt này về cho bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó. Sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là lấy cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em, cái lẫy khóa này. Đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét, 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đặt này về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30 mét, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30 mét. Dây của nó là dây vải nhá, dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy, chiều dài của nó là 30 mét nhá. Đó, đây, số to rõ ràng rất là đẹp luôn. 30 mét này các bạn này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, lên kèm là thước dây rút, giá sẽ là 120.000 nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 120k. Thanh lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thanh lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhá. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cút nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá. Bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc. Còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này. Gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây.
Thì con này các bác dùng được khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này, 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thanh lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành, kéo cành cam này, đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị dỉ về nhà, các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi cho nên nó hơi bị dỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh đi cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to, sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này. A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi 3-4 lạng, còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhá. 5-6 lạng. Con này, con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25 cm và con to này chiều dài khoảng là 30 cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép mà có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhá. Hàng thương hiệu Asahi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Bộ lục giác. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. 90k. Hàng của thương hiệu Tajima này, Tajima made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Bộ lục giác 7 màu, giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cây, kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nhá. Từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này, 2 4 5 cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác lại cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xay tiêu này. Còn một ít nữa thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây. Sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ, khi xoay thì mình sẽ xoay như này. Và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá thanh lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây, con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này. Hàng nội địa của Nhật đây. Rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá. Đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn, con này rất là bén luôn các bác theo. Đó. Giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Bên em là dao thái lỗ 125k nhá. Dao thái lỗ này, nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn, thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này, hàng nội địa của Nhật siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6 cm, thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mặt hàng bên shop về, bên em thì ship hàng toàn quốc. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình, các bác lên cho em là bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì
Giá thanh lý cho các bác chỉ còn có 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình 2 lít thế này. Hàng bằng inox 304 các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất là dày dặn chắc chắn, và cái giá thì giá thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 80.000 cho một con bình như này. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gioăng cao su này, rất là chắc luôn nhá. Bên trong bên ngoài của nó đều là inox 304 hết nhá. Các bác dùng để đựng nước lọc, nước uống này. À, hãm chè, hãm chứ cũng rất là ok. Con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt cao đâu. Nó là một cái dòng bình bình thường thôi để các bác đựng nước thôi. Cái con này không có chức năng giữ nhiệt nhá. Đấy, tại vì cái giá của nó thì nó chỉ là một con bình đựng nước bình thường thôi. Lên theo là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80.000. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Dung tích là 2 lít cả vỏ. Giá chỉ có 80k cho con bình 20 này thôi. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thảm lau chân nhá. Các bác lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là một chiều 40 và một chiều là 60. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thảm của Nhật nhá. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều được hết. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ như này các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng nỉ này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ, nỉ của nó là nỉ mịn nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt luôn, không bị đọng bụi vào trong nhá. Đấy, và mặt dưới của nó bằng cao su non, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái thảm 46 như này, kích thước của nó sẽ là 40x60, và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con thảm như này giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 trong chiếc thảm lau chân như này. Các bác có thể dùng để mình để trước cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là thảm 46 này. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái thảm 46 như này. Kích thước của nó sẽ là 40x60cm nhá. 40x60cm. Đấy, rất là ok luôn, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vật đứng nhá. Con này thì giá bao nhiêu nhỉ? 130.000 trong cái vật đứng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ kèm với các bác là một cáp sạc và một cái chân như này nhá. Một cáp sạc, một cái chân như này. Đấy. Tính năng chính của nó thì thứ nhất là dùng để vật muỗi này. Bắt muỗi tự động thì các bác bật cái đèn này lên cho em để bắt muỗi tự động này. Lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng cái tính năng bắt muỗi tự động thì mình phải cắm sạc vào cho em nhá. Ở đây thì nó chỉ có dây thôi, về nhà các bác cắm vào củ sạc nhà mình này, con này. Đấy. Điện của nó thì nó đánh rất là mạnh luôn, có thấy không? Đây, đánh rất là mạnh luôn nhá. Điện đánh rất là mạnh luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Có chức năng là bắt muỗi tự động và có chức năng bắt muỗi thông thường này. Bắt muỗi thông thường này các bác chỉ cần vật này cho em xong này. Đánh rất là mạnh luôn, kêu tanh tách luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 con ốc như này. 4 con ốc vít ở cái đài này rất là chắc này. Các bác cầm vật đi vật lại rất là khỏe luôn. Cầm cực kỳ là khỏe và đàm tay luôn. Bên trong thì sử dụng cái quả pin 18650 nhá, cho nên là nó rất là mạnh điện các bác này. Đấy, mạnh điện lắm các bác thấy không? Đấy, oánh này. Thấy không? Oánh rất sợ luôn. Đó. Các bác tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Khi bắt muỗi tự động thì các bác để vào cái đế này cho em này. Để vào cái đế này, sau đó thì mình bật cái chức năng là bắt muỗi tự động lên. Đó là nó sẽ thu hút con muỗi, nó sẽ bay vào cái đèn hồng ngoại này nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Hàng này sẽ là hàng 3 chức năng luôn. Bắt muỗi tự động này, vật muỗi này, rồi làm đèn ngủ được luôn nhá. Các bác có thể vừa làm đèn ngủ này, vừa bắt muỗi tự động, vừa làm vật muỗi luôn. Lên cho em là vật đứng nhá. Vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130k. Bình thường các bác mua cái vật của Việt Nam mình thôi nó cũng đã phải tầm khoảng 100-120 rồi, mà đây có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone thì ở đây nó sẽ là một dây và một củ như này, một dây và một củ như này, chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone Apple đây. Đó, quả táo đây các bác nhá. Đó, củ của nó cực kỳ là đầm và chắc luôn. Công suất của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60.000. Đó, dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh. Đấy, đây nó sẽ là một con củ như này. Đấy, để các bác dùng để mình cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là một cái củ sạc như này, còn về nhà thì các bác tự dùng sử dụng dây nhà mình thôi. Và nó sẽ có cái dây để mình kết nối với ổ điện cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân tai C như này. Đó. Thì cái này thì các bác lên cho em là củ sạc
củ sạc có lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, củ sạc đa năng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc như này. Về nhà các bác cắm và kết nối vào các cái đầu nguồn dây của các bác là ok. Đấy, dòng của nó sẽ là 10 iPhone 13 Pro Max này. Đó. Lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái củ sạc đa năng như này. Con này thì rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán đồ ăn rồi rán nem rán nước rất là ok. Thứ nhất là nó có tráng đa chống dính này, tráng đa chống dính rất là tốt luôn. Thứ hai là nó có cho các bác một cái khay như này để các bác rán nem rán nước thì các bác đặt lên đây. Nem rồi cá kia các thứ đặt lên đây, đường kính của nó là 20 cm. Đấy, con này thì các bác rán thì nó rất là tiện tại vì là mình chiên ngập dầu thì rất là ok nhá. Để mình chiên tôm, chiên cá này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, đường kính của nó là 20 cm. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá nó 100.000 thôi. Giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu. Đấy, chảo chiên ngập dầu này. Chảo chiên ngập dầu. Đường kính là 20 cm. Đấy, chảo chiên ngập dầu đường kính là 20 cm nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho cái chảo chiên ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món này. Nạo 3 món. Thì đây nó sẽ là một cái nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Và giá thì chỉ có 25.000 cho 3 cái chiếc nạo như này thôi. 3 món như này mà giá chỉ có 25.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nạo như này. Con này thì có quai đeo này. Và có một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái nạo ngang tay như này. Và có cái phần này để các bác khuấy cái phần bị sâu này. Và một cái con dao nhọn như này. Con này thì các bác dùng để làm lòng gà, lòng cá này. Rồi là nhổ lông gà lông vịt rất là ok. Combo cho các bác 3 món như này. Lên cho em là nạo 3 món. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Nạo 3 món này. Nạo 3 món. Giá của nó sẽ là 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu Chigo nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Chigo này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là nồi Chigo. Hàng này các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Con này thì nó chỉ sử dụng cho 2 người ăn được thôi. 2 người ăn được thôi các bác nhá. Đấy. Thì ông bà già hoặc là nhà các bác ít người thì dùng cái nồi này cho em. Nó sẽ là nồi mini, nó rất là nhỏ thôi các bác nhá. Rất là nhỏ thôi. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ xinh như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Đấy, nấu cơm rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho một cái nồi cơm như này các bác này. Đấy. Nhỏ nhắn xinh xắn như này nhá. Cái nồi này thì cái dung tích của nó thì các bác nấu 2 người ăn là ok nhá. Nấu 2 người ăn là ok. Đó, đây là cái nồi của nó này. Đấy, nấu 2 người ăn là ok nhá. Đấy, 2 người ăn là ok rồi các bác này. Đấy, 2 người ăn là ok. Đó, giá thì cái shop đang gửi tới các bác có giá rất hợp lý luôn. Đấy, có đong gạo, có quai kiếc, các thứ đầy đủ như này nhá. Đấy, con này thì chỉ sử dụng cho 2 người ăn được thôi. Các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Giá sẽ là 270.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, con này thì các bác chỉ sử dụng cho 2 người ăn thôi nhá, chứ còn không quá 2 người đâu các bác nhá. Đó. Nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 nhá. Đấy, nồi cơm mini này. Lên cho em là nồi cơm mini, giá sẽ là 270.000. Nồi cơm mini. Nồi cơm mini nhá. Đấy, mini. Giá sẽ là 270k. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi các bác nhá, rất nhỏ gọn. 2 người ăn là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đây nó sẽ là một cái ổ điện sạc nhanh như này này. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. Thứ nhất là có công tắc đóng ngắt này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm khó này, rồi có một cái chân sạc nhanh cho điện thoại. Các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây cho em là xong. Đó. Dây thì dài khoảng 1,5 đến 2 mét, có cầu dao này, có công tắc đóng ngắt đầy đủ cho bác luôn. Đấy, ưu điểm của nó là có 4 chân USB luôn, một chân sạc nhanh. Ví dụ các bác để cái ổ điện ở trên bàn thì mình chỉ cần đặt cái điện thoại vào là xong. Thì con này nó chỉ ứng dụng cho cái dòng điện thoại nào mà có chức năng sạc nhanh thôi nhá. Điện thoại đời mới thôi nhá. Chứ còn những cái điện thoại đời cũ là nó sẽ không nhận đâu. Đấy, thì các bác lưu ý giúp cho em cái chức năng sạc nhanh này là nó cho cái điện thoại cao cấp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150k. Ổ điện sạc nhanh các bác. Ổ điện sạc nhanh 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng keo, nó tựa như là một cái dòng sơn trắng ấy, nhưng mà nó là dạng keo trắng như này. Thì các bác
về mình các cái phần mà tường mà bị bong chốc rồi bị thấm rột rồi nói chung là bị nứt thì các bác vá vào cho em. Đây, đấy, nó sẽ là một cái dòng keo như này, nó rất là tiện ích các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là vuốt lên là nó sẽ sạch luôn. Ví dụ các tường mà bị thấm mốc hoặc là trẻ con tô vẽ hoặc là bị bong chốc thì các bác vá vào cho em là ok. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một típ này của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, một típ này sẽ là 40.000, dung tích của nó là 250g nhá, 250g. Đây các bác nhá, đấy các cái phần tường mà của các bác bị bong chốc này, đấy mình chỉ đưa vào là mình vá đi cho em là ok nhá. Đó. Bong chốc rồi thấm rột rồi nứt niếc các thứ là mình đưa vào. Đó. Thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Bị dấu hiệu bị nứt này, bị chảy xước này hoặc là trẻ em nó tô vẽ lên nó bẩn, các bác vá chùm lên cho em, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 40.000 cho một hộp mà keo vá tường như này thôi. Đó. Các cái phần tường nào mà bị thấm rột này, đấy bị nứt này, đấy, các bác vá vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, trẻ con tô vẽ các bác cũng xử lý được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia một số cái mã hàng Tết này. Đây cái khay mứt Tết như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là con này tên nó là cái gì nhỉ? Bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Đấy khay K1 160.000 cho một em như này. 160.000 một em khay mứt Tết K1 như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác dùng thì mình sử dụng đựng mứt Tết chứ cái thứ là rất là đẹp. Đấy, tiện ích và giá thì rất hợp lý. Ưu điểm của con này là nó có nắp đậy hết nhá, thì nó rất là tiện. Khi nào dùng thì mình mở ra, không dùng thì mình lại đậy vào. Đấy, các bác khi dùng thì mình xoáy này cho em này. Đấy, xoáy này nó sẽ mở ra này. Thì ở trên này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 ngăn này. Đấy, trên này là 2 4 5 ngăn. Ở dưới này sẽ là 5 ngăn nữa. Đấy, khi nào các bác dùng thì dùng thì mình mở ra. Đấy, xoáy này cho em này, xoáy này nó sẽ mở ra này. Nó như một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Và khi các bác chỉ cần ấn này thôi, ấn này xoáy vào là nó sẽ vào này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Khi các bác xoáy vào hoặc mở ra thì các bác nhấp cái này cho em này. Đấy. Xoáy vào, mở ra đều phải nhấp cái này nhá. Đấy. Nhấp này để nó ăn lẫy nhá. Ăn lẫy mở ra này. Nhấp vào này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì sẽ là 160.000 cho con khay K1 như này. Đấy 160.000. Các bác dùng thì mình đựng mứt Tết rất là ok luôn, mứt Tết, bánh kẹo các thứ luôn. Đây. À, đây nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng cho các bác này. Đấy, đây, hình ảnh minh họa này, cực kỳ là sinh động và thật luôn nhá. Đấy, bánh kẹo hạt dưa hướng dương rồi các loại thực phẩm đồ ăn các bác cho vào đây, đậy nắp lại rất là ok. Lên cho em là khay K1 nhá, khay K1. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 một em như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, lô hàng về thì nó sẽ là có lô là có pin và có lô không có pin nhá. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy 50.000. Các bác dùng chuyên trong nhà bếp cho em. Đấy chuyên trong nhà bếp thì mình dùng để chế biến thực phẩm thức ăn, dùng trong nhà bếp thì mình đong đo cân đếm cho nó dễ. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng là chức năng trừ bì, thì nó dùng nó rất là tiện. Thì ví dụ như các bác cân mà mình muốn trừ bì đi thì mình chỉ cần nhấp vào cái nút trừ bì là xong. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Và con này thì các bác cứ để cho em là chế độ gam là ok nhá. Để cho em chế độ gam là ok. Đấy, để cho em chế độ gam. Đây, ví dụ em cân cái lọ keo vá tường này. Đấy, nó sẽ là đây. Khi các bác cân thì lưu ý là để thăng bằng cho em nhá. 248g này. Đấy. Các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì đây ví dụ em cân cái này đi cho nó dễ này. Đấy. Cái này của nó sẽ là 413g này, muốn nhấn chức năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em nó về không này. Đấy, sau đó thì các bác đặt cái khác lên cân này. Ví dụ em cân cái điện thoại của em là 221g này. Đó, các bác nhìn số chưa? Đó, rất là ok luôn nhá. Có tính năng trừ bì cho các bác luôn. Thì các bác cứ nhấn tính năng trừ bì này là xong. Đó, thì con này giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Đấy, cân 5 này. Con này sẽ cân được là 5kg nhá. Giá sẽ là 50k luôn. Toàn bộ là số 5 hết rồi. Hello chào các bác nha. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này.
nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này, nhưng mà rất là đẹp các bạn này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40.000 nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này. Đấy, Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất ở Pháp đây. Made in France này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci và nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này, cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa, đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1 2 3 4 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000, tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau. Đó. Dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này, nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1 2 3 4 5, 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Lên cho em là nước hoa Dubai, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga đại các bác nhá. Khò ga đại cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này, hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50.000. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết đấy các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắp quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát rồi chống đảo chiều rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi, chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V 4A. Đấy, 100A này các bạn này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bạn này, một tay khoan này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy, nó còn xoay thẳng được như này nữa này. Đấy, các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000.
Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngon nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Các bác này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một vẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Linh linh. Hold vào đây. Đây các bác nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít như này. Các bác lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, 130.000 cho một em máy vít như này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên cho em là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này. Để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên ban thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi, nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng. Giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20 25 gì đấy nhá, 25. Đặt này về mẫu to. Giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ ăn bàn lau mồm cũng được. Đấy. Lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30.000 trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn led các bác này. Đấy, à xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nha. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này. Đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này. Và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá. Một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá. Giá sẽ là 90.000.
Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên theo là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá, 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này, các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó, đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá, cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá, một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn, tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng 3 cánh nhá. Giá của nó sẽ là năng lượng 3 cánh này, 180k thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa. Rất tiện ích luôn. Rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. 250 à. Vâng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt, tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó, thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá, xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150k nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm 1 ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Đây, các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm.
chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này. Hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác, thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhé. Xe 4 chỗ với những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện, và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đấy, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẩy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm, và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng, rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2 ti như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây, cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào, rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhé, lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì bác này. Đấy, lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy, thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá, bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, nên thằng ngay để nhận ưu đãi. Rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ làm con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống, hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này, bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình, dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là, một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân, rồi
các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm một gói thuốc này, bóc ra sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 một bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Đó. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Một cái miếng dán thải độc chân như này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt thế này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5 6 ly nhá, 5 6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan các bác này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này, hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi, 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá, rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá, rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì tiếp xúc về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 mét. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 mét và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 mét nhá, 20 đến 30 mét. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên cho em là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là
một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim nên không lo gì bị dỡ, chứ không phải là bằng xi nhựa đâu có nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok.